Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Ngày hôm nay thì Min chỉ đọc được một tập thôi nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Lần đầu chào anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 16. Vì quá sửng sốt, chiếc chìa khóa trong tay cô cũng theo đó rơi xuống đất cái cạch. Lâm Huyền Bạch cuống quýt nhặt lên, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh. Từ đầu tới cuối, biểu cảm trên gương mặt Hoắc Trường Nguyên đều không hề thay đổi. Anh không có ý cố tình chào hỏi cô. So với sự bàng hoàng trên gương mặt cô, anh hoàn toàn thản nhiên và bình tĩnh, giống như việc anh xuất hiện ở đây mở cửa ra là một việc quá đỗi bình thường. Sau khi rút chìa khóa xuống, Hoắc Trường Nguyên vững vàng bước vào trong. Lâm Miền Bạch vẫn đang thẫn thờ ở chỗ cũ, tầm nhìn bị ngăn cách bởi cánh cửa chống trộm bị đóng kín, mà thứ cuối cùng cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt sâu hút đó. Hành lang yên tĩnh trở lại, cô cũng đành quay người mở cửa vào nhà. Sau đó, Lâm Huyền Bạch làm một động tác rất ngốc nghếch. Cô lấy tay bấu thật mạnh vào má phải, cảm giác đau đớn tồn tại. Sau đó cô mới chắc chắn mình không nằm mơ giữa ban ngày. Hoắc Trường Nguyên đã thực sự dọn tới ở đối diện nhà cô. Thì ra người có tiền mà chị hàng xóm cũ nói chẳng hiểu được lại chính là anh. Có điều trọng điểm là vì sao anh lại chạy tới sống. Rõ ràng nơi anh đang ở là một khu chung cư cao cấp như thế, so sánh với khu nhà nghèo nàn này quả thực là cách biệt trên trời dưới đất. Hay là những người có tiền cũng hơi thần kinh thực sự. Lâm Miền Bạch đứng đực ở cửa ra vào, rất lâu sau vẫn chưa thể tỉnh lại sau cơn chấn động. Thế nên khi có tiếng gõ cửa đột ngột vọng vào, cô giật mình nhảy lên tại chỗ. Lâm Miền Bạch nuốt nước bọt, nín thở hỏi: "Ai đó?" "Anh đây." Bên ngoài truyền tới một giọng nam giới khá trầm. Lâm Huyền Bạch bò lên cửa, nhìn ra ngoài qua ô mắt thần. Bên ngoài, Hoắc Trường Uyên cao lớn đứng đó, đôi mắt như đang muốn nhìn xuyên qua cánh cửa vậy. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi đẩy ra. "Anh có việc gì không?" "Anh tới lấy quần lót." Hoắc Trường Uyên đút cả hai tay vào túi quần, nói từng chữ rành mạch. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Lâm Huyền Bạch, hóa ra anh vẫn còn ghi nhớ chuyện này. Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu ý tứ của anh khi nhắn tin có thời gian qua lấy nghĩa là gì rồi. Thấy anh liên tục nhìn từ trên xuống dưới người mình, Lâm Miền Bạch ngượng gập mới ý thức được từ lúc vào nhà đến giờ mình vẫn đứng được ra cửa. Cô vội vàng bỏ túi sách xuống, thay dép lê rồi chạy vội vào trong. "Anh đợi chút." Chưa đầy vài giây sau, cô đã chạy hộc tốc ra ngoài, trong tay cầm theo chiếc quần tứ giác nóng bỏng ấy. Lâm Miền Bạch đưa nó cho anh, nhưng lần này hai tiếng cảm ơn cô không sao nói nên thành lời. "Có chuyện gì sao?" Thấy cô cứ nhìn mình mãi, Hoắc Trường Nguyên nhíu mày. Lâm Huyền Bạch cả bụng nghi vấn, biểu cảm trên khuôn mặt có phần không chắc chắn. "Hoắc Trường Nguyên, anh chuyển tới sống đối diện. Vừa nãy em không nhìn thấy à?" Hoắc Trường Nguyên rút từ trong túi quần ra một bộ chìa khóa, lắc lư trước mặt cô. Đương nhiên là Lâm Huyền Bạch nhìn thấy. Mấu chốt là vì sao anh lại sống ở đây? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, cũng hỏi lại cô đầy lý lẽ. "Sao anh không được ở đây?" "Em không có ý đó." Lâm Huyền Bạch gượng gạo lắc đầu. Hoắc Trường Nguyên hở hững liếc nhìn cô, giải thích bằng ngữ khí bình thường. "Chỗ này khá gần công ty, đi làm khá tiện." "Ồ." Lâm Huyền Bạch khờ khạo gật đầu. "Nhưng lý do này có phải hơi kiện cưỡng không? Khu đất này sắp trở thành nơi có nguy cơ bị dỡ bỏ rồi, chưa nói về kết cấu nhà ốc, chỉ riêng phương diện điện, nước, ga đều vô cùng cũ kỹ. Cho dù khu nhà cao cấp kia quá xa, nhưng với thực lực của anh hoàn toàn có thể mua chỗ tốt hơn. Huống hồ anh còn có xe riêng, Giang Phóng cũng thường xuyên đưa đón." Lâm Miền Bạch, em còn định cầm chặt quần lót của anh tới khi nào? Lâm Miền Bạch sững người, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô cũng cúi xuống. Lại một tiếng nổ nữa vang lên trong đầu. Bây giờ cô mới sực tỉnh, ban nãy mình định đưa cho anh nhưng mãi vẫn không buông tay ra. Lâm Huyền Bạch vội vàng rút tay về, ngượng gập giấu sau lưng, ánh mắt né tránh. Cô thúc giục: "Anh còn việc gì không? Nếu không thì em đóng cửa đây." Cánh cửa vừa đóng lại, hai tay cô vội làm thành quạt, quạt cho mình bớt nóng. Cô trở vào phòng thay quần áo, lục tìm trong tủ lạnh, tìm được một nửa túi đồ ăn đông lạnh để nấu. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm. Lâm Miền Bạch đang chuẩn bị mở tivi lên xem phim truyền hình
sau đó tắm rửa đi ngủ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm Uyển Bạch một lần nữa ra mở, bên ngoài quả thật vẫn là Hoắc Trường Nguyên. Anh cũng mặc một bộ đồ ngủ, một người tràn đầy sức sống như vậy trước kia thường xuyên nhìn thấy. Cô cắn môi. Hoắc Trường Nguyên, anh lại có việc gì? Giúp anh nấu bát mì được không? Hoắc Trường Nguyên giơ thứ giấu sau lưng lên, là một túi đồ ăn siêu thị. Bên trong có một túi mì vắt và một hộp trứng gà. Anh còn đang móc chìa khóa xe trên ngón tay, có lẽ vượt cất công ra ngoài mua về. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, dường như đang nghĩ cách từ chối. Cả ngày nay phải họp, từ trưa đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, chỉ uống hai cốc cà phê, dạ dày hơi khó chịu. Để phối hợp với miêu tả của mình, Hoắc Trường Nguyên còn đặt tay phải lên bụng, thấy cô nhíu mày, anh lại bổ sung thêm một câu. Hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không? Dường như bị câu nói cuối cùng của anh phá vỡ phòng tuyến, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Thôi được rồi. Cô đón lấy túi đồ trên tay anh, mở hẳn cửa ra, sau đó quay người đi vào bếp. Anh ngồi ngoài phòng khách đợi một chút, xong rồi em sẽ gọi anh. Ừ, Hoắc Trường Nguyên khẽ đáp. Anh đi theo vào, khẽ dướn khóe môi ở một góc độ phía sau mà Lâm Uyển Bạch không nhìn thấy. Trong tủ lạnh có hành lá đã rửa sạch, cô cắt đại mấy cọng, bắt đầu đun nước nấu mì. Cô bỏ thêm hai quả trứng gà. Hơn 10 phút sau, tiếng máy hút mùi được tắt đi. Khi Lâm Uyển Bạch bê bát mì đi ra, Hoắc Trường Nguyên đã tự động đi qua kéo ghế ngồi. Khều được hai miếng, anh ngẩng đầu hỏi cô. Em nấu kiểu gì thế? Sao lần nào anh nấu cũng không được? À, Lâm Uyển Bạch nhớ tới chỗ nồi rơi vãi dưới đất khi nhìn thấy trong nhà anh, nuốt nước bọt trả lời. Có thể cũng cần năng khiếu bẩm sinh nữa. Khóe miệng Hoắc Trường Nguyên giật giật, chẳng mấy chốc bát mì đã thấy đáy. Anh một lần nữa ngẩng đầu lên. Còn nữa không? Chắc chỉ còn chút nước thôi. Đổ hết cho anh đi. Lâm Uyển Bạch cầm lấy bát, bỗng nhiên cảm thấy đoạn hội thoại này có phần quen thuộc. Lần đầu tiên cô nấu mì cho anh cũng như vậy. Nước mì trong nồi còn được đổ hết ra. Khi cô đặt bát xuống còn không nhịn được nói thêm một câu. Buổi tối vẫn nên ăn ít một chút, nếu không dạ dày khó tiêu hóa. Khi Hoắc Trường Nguyên buông đũa, bát mì đã sạch bóng kiên kít, một chút nước cũng không còn. Cảm ơn em. Anh mỉm cười với cô, hơi thở của Lâm Uyển Bạch như dừng lại. Cô ấp úng. Không có gì. Đây quả thực là lần đầu tiên anh nói với cô hai từ ấy, nhất là lại mỉm cười, quả thực rất hấp dẫn. Dọn dẹp xong bát đũa, khi từ trong bếp đi ra, Lâm Uyển Bạch phát hiện anh vẫn đang ngồi yên trên ghế bàn ăn. Lâm Uyển Bạch nhất thời nhìn ra ngoài cửa sổ có phần căng thẳng. Hoắc Trường Nguyên, cũng không còn sớm nữa, thế nên anh nên đi rồi. Hoắc Trường Nguyên khẽ đáp một tiếng, dường như đã hiểu được ám thị của cô. Anh đứng lên khỏi ghế ăn, đi ra phía cửa chính. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đi theo sau anh. Khi gần tới cửa, Hoắc Trường Nguyên đột ngột dừng bước mà không báo trước. Cô không kịp phản ứng, loạng choạng lùi sau một bước, cả người lảo đảo trục ngã. Có một cánh tay dán chắc vòng tới, giống như mấy cảnh thường gặp trong mấy bộ phim điện ảnh. Cô chao đảo nửa vòng trong không trung rồi ngã vào vòng tay anh. Lâm Uyển Bạch ngọ nguậy, anh vẫn không có ý buông ra. Hơn nữa gương mặt góc cạnh đó rõ ràng đang sát lại gần, càng lúc càng gần. Lâm Uyển Bạch căng thẳng trở nên lắp bắp. Anh. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng một phân, cuối cùng Hoắc Trường Nguyên cũng dừng lại, hơi thở từ mũi anh phà vào đôi mày cô. Anh quên không chúc em ngủ ngon. Lâm Uyển Bạch nghĩ biểu hiện lúc này của mình chắc chắn rất ngờ nghịch. Yết hầu của Hoắc Trường Nguyên khẽ động. Chúc ngủ ngon. Cảm giác trói buộc trên eo cũng theo đó biến mất. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Chúc ngủ ngon. Cho đến khi khóa trái cửa lại xong, cô vẫn còn hơi choáng váng. Không còn tâm trạng xem phim nữa, cô tắm rửa rồi bỏ lên giường. Lâm Uyển Bạch nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, nhưng lại mở ra rất nhanh. Thật ra tới bây giờ, trong đầu cô vẫn còn một chút khó hiểu. Không dám tin Hoắc Trường Nguyên đã thực sự chuyển tới làm hàng xóm của mình. Rõ ràng là sống ở đối diện, mà hình như cô vẫn nghe được tiếng bước chân anh đi đi lại lại trong phòng. Lâm Uyển Bạch lật người, rồi lại lật người. Trong lúc trằn trọc, đã chắc mẩm đây sẽ là một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch cúi gằm mặt đi tới công ty. Vừa quẹt thẻ xong,
người đồng nghiệp ở chỗ bên cạnh quan tâm ghé sát tới. Tiểu Bạch, cô không sao chứ? Không sao mà. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhưng người thì rệu rã. Chắc chứ, đồng nghiệp chỉ vào mắt cô. Quầng thâm như mắt gấu trúc vậy. Tối qua có phải lại chơi game suốt đêm không? Tối qua cô đã sắp bị giày vò đến cạn kiệt sức lực rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy tiếng bước chân đó. Khó khăn lắm nó mới biến mất. Nhưng cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở lúc có lúc không của anh. 2-3 giờ sáng, cô mới mơ màng chợp mắt. Kết quả trong mơ lại toàn nhìn thấy anh. Quả thực là bị bóng đè. Lâm Miền Bạch gật đầu. Ừ, đánh bóp. Uống 2 cốc cà phê, tinh thần khá lên không ít. Cô ôm một tập tài liệu photo trở về bàn làm việc. Bỗng quản lý chạy tới. Tiểu Lâm, cùng tôi tới Hoắc Thị một chuyến. Lâm Miền Bạch lập tức bỏ những công việc còn dang dở lại đó, thu dọn đi ra khỏi công ty. Họ tới phòng họp đợi hơn 10 phút, Hoắc Trường Nguyên mới vội vã đi vào. Có vẻ như vừa từ ngoài về. Phía sau có Giang Phóng trong bộ đồ vét. Anh mở tài liệu ra, bắt đầu cuộc họp. Vẫn giống như mọi lần, Hoắc Trường Uyên nghe quản lý trình bày bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, thi thoảng còn hơi nhíu mày lại, giật giật khóe môi rồi đáp lại đôi ba câu. Lúc này anh chấm cây bút máy trong tay lên mặt giấy, nắm tay thành đấm hờ đặt bên khóe miệng, nghiêng đầu ho mấy tiếng. Xin lỗi. Quản lý thấy vậy vội hỏi. Hoắc tổng, anh bị bệnh sao? Lâm Uyển Bạch cũng bất giác nhìn về phía anh. Gương mặt anh hình như cũng có phần tiều tụy, môi cũng khá nhợt nhạt. Hoắc Trường Nguyên lắc đầu. Không sao, có thể bị chút phong hàn. Nhiệt độ mấy hôm nay đang hạ, mặc nhiều một chút ạ. Hoắc Trường Nguyên khẽ đáp, điều chỉnh lại sắc mặt rồi tiếp tục cuộc họp. Sau khi rời khỏi Hoắc Thị trở về công ty, chập tối cô đột xuất được thông báo phải tăng ca thêm 2 tiếng. Khi cô ngồi xe buýt đùng đình về tới nhà thì trời đã tối. Lâm Miền Bạch và bà ngoại nói chuyện điện thoại. Nghe thấy giọng bà rất có tinh thần, cô cũng vui lây. Lúc cúp máy, cô vừa hay đi tới dưới tòa nhà. Chiếc Land Rover màu trắng biển năm số 8 nghiễm nhiên đỗ xe ở đó. Xem ra Hoắc Trường Nguyên đã về nhà rồi. Giống như con người anh vậy, nó cũng chẳng ăn nhập gì với mọi thứ xung quanh nó. Lâm Miền Bạch tính đến thời điểm này đã chấp nhận được sự thật Hoắc Trường Nguyên chuyển qua đây sống. Nhưng ở đây đừng nói là hầm để xe, ngay cả một chỗ đậu xe đàng hoàng cũng không có. Chiếc xe hào nhoáng của anh cứ thế đỗ một cách vô kỷ luật, cũng chẳng sợ người khác quẹt xe vào. Khi vào cửa, cô còn đặc biệt nhìn về phía đối diện một cái. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Miền Bạch tắm rửa đi ra ngoài, bỗng nghe thấy di động đổ chuông. Ba chữ Hoắc Trường Nguyên hiển thị trên màn hình. Lâm Miền Bạch nhìn ra cửa chính, ngập ngừng rồi bắt máy. Alo. Hoắc Trường Nguyên. Mãi vẫn không có âm thanh gì, cô buộc phải hỏi thêm một lần nữa. Sau vài giây im ắng mới có giọng nam trầm vọng tới, hơi khàn khàn. Nhà em có thuốc không? Lâm Miền Bạch nhớ tới sáng nay tại phòng họp của Hoắc Thị, anh khá mệt và có ho mấy tiếng. Anh bị cảm nặng sao? Hình như vậy. Hoắc Trường Uyên nói chuyện có vẻ hơi mất sức. Ngừng một chút, anh lại nói. Trán hơi nóng, cổ họng cũng đau nữa. Lâm Miền Bạch xào bước tới bên cạnh giường, lấy hộp y tế bên dưới gầm giường ra, vừa mở vừa nói với anh. Nhà em có thuốc hạ sốt, bây giờ em tìm. Anh qua lấy hả? Tôi không còn sức nữa, em mang qua giúp tôi đi. Vâng. Lâm Miền Bạch nghe thấy được sự yếu ớt của anh qua điện thoại, không do dự quá nhiều. Cô lấy máy sấy khô tóc một chút, thay quần áo rồi cầm thuốc và chìa khóa qua nhà đối diện. Cô gõ 2-3 tiếng thì cánh cửa được mở ra. Hoắc Trường Nguyên đi dép lê đứng bên trong, còn chưa cởi áo vét, cà vạt nới lỏng ra một chút, trông hơi lếch thếch, sắc mặt rất không tốt, nhất là đôi mắt có phần lờ đờ, biểu hiện tiêu chuẩn của người đang ốm. Lâm Huyền Bạch tỏ ý. Em mang thuốc qua cho anh. Hoắc Trường Nguyên gật đầu, rồi lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày. Lâm Huyền Bạch sững người, bởi vì dưới đất là một đôi dép lê nữ, giống hệt như trong căn nhà hạng sang của anh. Hoắc Trường Nguyên đã quay người đi vào nhà, cô vội cúi đầu thay dép. Viên trắng uống 2 viên, viên vàng và viên đỏ mỗi loại 1 viên. Mà tối nay anh ăn gì chưa? Nghĩ ra gì đó, Lâm Huyền Bạch bất giác hỏi. Không có khẩu vị, Hoắc Trường Nguyên lên tiếng, nói một câu hoàn chỉnh. Chỉ có 4 chữ
nhưng thanh âm còn khàn đặc hơn cả trong điện thoại đã hoàn toàn biến giọng. Bụng đói không được uống thuốc đâu. Lâm Uyển Bạch cản anh lại, đặt thuốc xuống, nhíu mày nói: Thế này đi, em nấu cháo cho anh ăn. Anh ăn rồi mới được uống thuốc. Ừ. Hoắc Trường Nguyên gật đầu, đặt cốc nước xuống. Anh lập tức quay người đi vào phòng ngủ, rồi đá bay dép lê, ngã vật lên giường như một đứa trẻ. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, lại chạy về nhà lấy một ít gạo qua, mở bếp ga nhà anh lên, tìm một chiếc nồi nhỏ bắt đầu rửa gạo nấu cháo. Động tác nấu nướng của cô vẫn rất tốc độ. Cảm giác gạo dính vào nhau hơn một chút thì múc ra một bát. Khi bước vào phòng ngủ, Hoắc Trường Nguyên hình như vừa nghe điện thoại. Lúc này anh dựa đầu vào giường. Em nấu xong cháo rồi, anh uống đi. Lâm Uyển Bạch bê bát cháo tới trước mặt anh, bỏ một cái thìa vào trong. Hoắc Trường Uyên sau khi đón lấy thì không ăn ngay, mà nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ nói một câu: Lâm Uyển Bạch, em đang quan tâm tới anh. Em nào có. Giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, Lâm Uyển Bạch lập tức phản bác. Bị anh nhìn chằm chằm không buông, cô càng cảm thấy không tự nhiên. Cô ấp úng nói: Chẳng phải anh nói hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Đút cho anh. Hoắc Trường Nguyên đẩy cái bát trong tay ra. Ba chữ bá đạo ấy đủ để liên tưởng tới quá nhiều thứ khác. Lâm Uyển Bạch mím chặt môi. Anh không ăn thì thôi. Nhỏ mọn. Hoắc Trường Nguyên bĩu môi, thu lại bát về, cầm thìa múc từng chút một, cổ họng khàn đặc đờm. Cái đồ ngốc nghếch nhầm Hoa Thủy Tiên thành hành, bị trúng độc vào bệnh viện. Anh còn từng đút cho em đấy. Lâm Uyển Bạch gượng gập, hình như đúng là có chuyện này. Hoắc Trường Uyên ăn được mấy miếng, chẳng mấy chốc nhíu mày. Sao chẳng có mùi vị gì vậy? Anh bị ốm rồi, chỉ có thể ăn nhạt vậy thôi. Lâm Uyển Bạch câm nín. Đã bị ốm mà còn đòi hỏi nhiều như vậy, có giỏi thì đừng có ốm. Hoắc Trường Uyên tiếp tục ăn, giữa chừng ngẩng lên lườm cô một cái. Vậy khi nào anh khỏi bệnh, em lại nấu cho anh bát mì đấy. Ừ. Lâm Uyển Bạch nể tình anh đang ốm, gật đầu. Nhưng mà người này sao lại chung thủy một lòng với mì thế không biết. Tuy ăn cháo không nhanh như lúc ăn mì, nhưng cuối cùng anh cũng chậm chạp ăn hết. Anh bỏ thìa vào bát rồi đưa cả cho cô. Lâm Uyển Bạch đón lấy, đặt sang bên cạnh, rồi đưa cho anh đủ số viên thuốc đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ có thể uống thuốc rồi. Hoắc Trường Nguyên rất hợp tác, ngồi dậy, ngừng đầu uống hết, sau đó mới uống tới nước. Ngay sau đó anh lại trở về tư thế cũ, nằm vật ra giường, còn kéo chăn lên trùm kín người, chỉ để lộ từ cổ lên tới đầu. Lâm Uyển Bạch không đi ngay mà mang bát đũa vào trong bếp rửa sạch sẽ. Vì không yên tâm về anh nên suốt quá trình cô còn cố tình làm chậm hẳn. Có lẽ cô đã lề mề khoảng nửa tiếng đồng hồ mới rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng ngủ. Hoắc Trường Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Nghĩ rằng anh đã ngủ, Lâm Uyển Bạch đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú. Cho dù vì đang ốm, ánh mắt hơi lờ đờ, tốc độ chớp mắt cũng có phần chậm chạp, nhưng đôi mắt anh vẫn rất sâu. Nó như một miệng giếng mà nhảy xuống đó là vạn kiếp bất phục. Lâm Uyển Bạch đứng thẳng người lên, vì anh nằm đã lâu nên mái tóc ngắn hơi rối bù, giống như ổ gà vậy. Nói thật là có phần khôi hài. Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười, có điều dần dần phát hiện ra sự bất thường của anh. Cho dù là lúc mỏi mệt, cô cũng chưa thấy anh yếu ớt đến vậy. Ai cũng nói bệnh đến núi cũng đổ, quả đúng là thật. Nhưng theo lý mà nói, thuốc phải có chút tác dụng rồi chứ. Càng nghĩ cô càng trao mày, bất giác vươn tay về phía trán anh. Hả? Cô thầm kêu một tiếng trong lòng, vội rụt tay lại. Cô tự sờ lên trán mình mới biết nhiệt độ của anh nóng tưởng chết. Trước kia lúc đi công tác ở thành phố S, một người dầm mưa lâu như vậy vẫn không sao, bây giờ bị cảm một chút lại thành ra thế này. Lâm Huyền Bạch ngập ngừng lên tiếng. Hoắc Trường Nguyên, anh như vậy là không được đâu, phải tới bệnh viện. Không đi. Hoắc Trường Nguyên thẳng thừng từ chối. Vậy anh có thuê bác sĩ tư nào không? Lâm Huyền Bạch lại hỏi tiếp. Không có. Hoắc Trường Nguyên một lần nữa trả lời. Lâm Huyền Bạch mím môi. Mấy người giàu có chẳng phải đều sở hữu một bác sĩ tư tiêu chuẩn sao? Nghĩ một chút, cô lại vội hỏi. Vậy bác sĩ Tần thì sao? Hay là gọi cho anh ấy một cuộc? Dù sao cũng là chuyên gia, đối phó với mấy căn bệnh vặt này chắc vẫn thừa sức. Hoắc Trường Nguyên vẫn chối từ.
Mấy hôm trước cậu ấy vừa đi Vân Nam du lịch rồi, quay về lại có cả đống ca mổ đang đợi. Đừng làm phiền người ta. Lâm Miền Bạch nghe xong lại bất giác nhớ tới cô bạn thân Tang Hiểu Du của mình. Trùng hợp vậy sao? Đều tới Vân Nam du lịch. Nhưng lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy nữa. Cô rất lo cho bệnh tình của anh. Nhiệt độ này còn dữ dội hơn cả cô lần trước. Nếu không tới bệnh viện, thật không dám chắc sẽ biến chứng thế nào. E rằng ngày mai có dậy được không còn là vấn đề. Hoắc Trường Nguyên bất thình lình hỏi, trong nhà em có rượu trắng không? Không có. Lâm Miền Bạch ngây người lắc đầu. Vậy em ra siêu thị mua một chai. Hoắc Trường Nguyên lại nói. Lâm Miền Bạch chớp chớp mắt, bất giác trừng mắt về phía anh, nghi ngờ anh sốt đến ngớ ngẩn rồi. Đã bệnh đến mức này rồi, anh còn định uống rượu? Nghe lời anh đi, đi mua đi. Hoắc Trường Nguyên vuốt vuốt cổ họng, khàn đặc giọng nói, dùng rượu trắng lau lên người là có thể hạ sốt. Lâm Miền Bạch nhìn anh vẻ hoài nghi, cuối cùng gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của anh. 15 phút sau, cô thở hồng hộc, xách một chai rượu trắng về. Mua về rồi à? Lâm Miền Bạch lắc lắc chai rượu trong tay. Ừ, mua về rồi. Thật ra ban đầu cô ôm theo thái độ nghi ngờ, nhưng nghĩ tới đêm lần trước bị nhốt trong công viên, cách dùng cơ thể sưởi ấm đã giúp cô hạ sốt của anh, cô nghĩ anh hiểu biết nhiều hơn cô. Quan trọng nhất là khi hỏi các cô trong siêu thị, họ nói cách dân dã này rất hữu hiệu, nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh. Các cháu nội ngoại nhà họ khi bị ốm, sợ phải tiêm đau thì thường xuyên làm cách này. Cháu nội ngoại, bên cô là một tổng tài lớn tổng ngồng. Hoắc Trường Uyên rút một thứ trong ngăn kéo ra, ném cho cô. Trong này có bông vải, lấy nó thấm rượu bôi lên người. Hả? Lâm Huyền Bạch ngây ngốc. Em làm. Bây giờ anh sốt, không còn chút sức lực nào cả. Em không hy vọng người bệnh như anh tự hạ sốt cho mình chứ. Khi Hoắc Trường Nguyên nói, đôi mắt sâu nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Dưới sắc vàng vọt của ngọn đèn trần, trông anh có vài phần đáng thương. Hơn nữa từng câu từng chữ của anh đều không có chút bá đạo nào, ngược lại càng giống van vỉ hơn. Anh nói chỉ có phụ nữ yếu đuối mới khiến đàn ông muốn bảo vệ, chẳng tuyệt đối chút nào. Rõ ràng đàn ông yếu đuối cũng khiến phụ nữ có khao khát chăm sóc mà. Lâm Miền Bạch bại trận trước ánh mắt của anh, vân về cục bông trong tay. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cởi quần áo của anh ra trước đã. Hoắc Trường Nguyên nằm đó, giơ tay ra hiệu lên người mình. Cởi quần áo? Cũng đúng, muốn dùng rượu lau người để hạ sốt thì quần áo chính là chướng ngại. Lâm Miền Bạch đành hậm hực. Ồ. Cô bắt đầu nín thở, bước lên hai bước một cách máy móc, rồi lại xoay người rất máy móc. Cô vươn tay về phía anh, đầu tiên là cởi chiếc cà vạt xộc xịch của anh, sau đó tới cởi cúc áo sơ mi. Sau khi không còn cái nào, cơ thể đẹp đẽ của anh cũng lộ ra đầy đủ. Hoắc Trường Nguyên giống như một đứa trẻ, hợp tác với cô giơ cao hai tay lên, áo sơ mi, quần âu đều được lột ra hết. Lồng ngực cực kỳ trắng kiện được ánh đèn hắt thẳng vào miêu tả. Đường hông của anh dường như còn sâu đậm hơn bình thường một chút. Rõ ràng anh chỉ mệt mỏi nằm đó, vậy mà vẫn mang một nét gợi cảm chí mạng, phát huy được hormone nam tính đến cực hạn. Lâm Miền Bạch len lén nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cô vắt áo sơ mi và áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, mắt không nhìn đi đâu khác. Sau đó quay người, tay chân có phần luống cuống, không biết tiếp theo nên làm gì. Hoắc Trường Nguyên không đợi cô lên tiếng, đã chỉ xuống hông mình. Vẫn còn quần. Tầm nhìn của Lâm Miền Bạch cũng hướng xuống theo ánh mắt anh, mặt bắt đầu nóng dần. Nhưng nếu đã bắt đầu rồi, cô cũng không thể kết thúc được, đành phải bấm bụng cởi thắt lưng trên hông anh. Âm thanh khóa cài bằng kim loại được mở ra giòn tan khắp phòng, ngay sau đó là tiếng kéo khóa quần. Quần lót không cần cởi đâu. Hoắc Trường Nguyên bất ngờ cất tiếng, giọng nói rất trầm. Lâm Miền Bạch đang nín thờ bỗng bị giật mình, cắn răng nói, em biết rồi. Anh nói muốn cởi quần lót của anh chứ. Cuối cùng cô cầm quần âu lên, ném cùng áo vest và sơ mi vào cùng một chỗ. Lâm Miền Bạch cảm thấy hít thở thật là khó khăn. Khi cô ngước mắt lên nhìn anh, cả người anh từ trên xuống dưới chỉ còn độc chiếc quần tứ giác ôm chặt lấy vòng mông đầy đặn. Mặt Lâm Miền Bạch đỏ dần lên. Ông trời ơi, cả đời này cô chưa từng làm việc cởi quần áo cho đàn ông. Lâm Miền Bạch không ngừng hít sâu thở đều, tự ám thị tâm lý cho mình đang giúp anh hạ sốt, giống như cô trong siêu thị nói. Ừ, đúng, cứ
cứ coi anh như đứa cháu nội cháu ngoại nhà người ta là được rồi. Chỉ có điều làm gì có cháu nội ngoại nào vóc dáng chuẩn đến thế này. Cho dù chỉ nằm thẳng ra đó thì từng đường cơ bắp cũng rất rạch ròi, mỗi đường đều như một dây sắt vậy. Cảm giác nếu lấy tay gõ lên trên cũng sẽ phát ra những tiếng vang. Cô mở chai rượu trắng ra, lấy bông thấm rượu. Hương rượu trong giấy lát lan tỏa khắp không trung. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú rồi lên tiếng nhắc nhở. Lau từng chỗ một, bằng không sẽ không có tác dụng. Biết rồi, Lâm Huyền Bạch lẩm bẩm. Ngồi bên cạnh giường, cô cúi người bắt đầu cẩn thận tiến hành hạ sốt cho anh. Từ ngực đến nách, cánh tay, lòng bàn tay, cẳng chân, gót chân. Tuy rằng cô rất thận trọng, nhưng trong lúc lau không tránh khỏi thi thoảng chạm tay vào làn da màu đồng của anh. Nó nóng đến khiến cô run tay, như một dòng điện xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim. Hết nửa chai rượu trắng, cuối cùng Lâm Huyền Bạch cũng lau hết những chỗ cần lau trên người anh. Cô thở hắt ra một hơi. Xong rồi, hình như cũng có hiệu quả thật sự. Cảm giác nhiệt độ trên người anh giảm đi không ít. Có điều khung cảnh này vẫn quá mức nóng bỏng đến chảy máu mũi. Lâm Huyền Bạch hoảng loạn kéo chăn qua đắp lên cho anh, cũng đồng thời làm dịu đi đôi mắt mình. Nhưng chiếc chăn vừa kéo lên được một nửa thì trước mắt bỗng chao đảo. Lâm Huyền Bạch bị anh kéo lên người. Ngay sau đó eo cô bị hai cánh tay vòng qua, mặt cô bị áp lên hõm cổ của anh. Này, Hoắc Trường Uyên, cô khẽ gọi. Anh bất động như một pho tượng, chỉ còn hơi thở nóng dày phả vào mang tai. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lâm Huyền Bạch xấu hổ ngẩng đầu lên, lại phát hiện đôi mắt sâu hút đó đã nhắm nghiền lại, làm như không hề hay biết gì về hành động của mình. Khuôn mặt giãn ra thoải mái đến vô tội. Cô nhất thời không chút giận được, đành cố gắng giãy ra để xuống giường. Nhìn thấy cánh tay anh vẫn giữ nguyên tư thế sau khi bị cô cạy ra, Lâm Huyền Bạch nhíu mày tự lẩm bẩm. Ngủ thật rồi sao? Chỉnh trang lại chiếc áo len nhăn nhúm, cô chửi thầm trong bụng. Người đàn ông này ngủ rồi mà cũng không quên giờ trò lưu manh. Lâm Huyền Bạch đậy nắp chai rượu lại, gần như nhảy vọt về nhà. Đóng cửa bình tĩnh lại, cô mới thay dép lê đi vào phòng ngủ. Có điều trán và chóp mũi toàn là mồ hôi, không biết vì bận hay vì gì. Cô chạy vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên rửa mặt. Trái tim vẫn đang đập dồn dập. Tiếng bước chân biến mất, trong phòng chỉ còn lại hương rượu thơm tho. Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra. Bên trong không có chút buồn ngủ nào cả. Anh nhìn chòng chọc lên trần nhà. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể vì sốt sau khi được cô lau qua người đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Có điều dần dần một cơn nóng khác xuất hiện, giống như phát ra từ trong người anh vậy. Hoắc Trường Uyên chậm chạp lật người. Thật muốn giờ trò lưu manh đến cùng mà. Chiều hôm sau, cô lại tới Hoắc thị họp. Vẫn đợi không bao lâu thì Hoắc Trường Uyên sải bước đi vào như một cơn gió. Anh mặc bộ vest màu đen, bên trong kết hợp với sơ mi trắng. Kiểu ăn mặc rất đơn giản ấy trên người anh lại thể hiện một sự khác biệt. Với gương mặt cương nghị, trông anh rất có tinh thần. Trước khi buổi họp bắt đầu, quản lý Niềm Nở bắt đầu trò chuyện. Hoắc Tổng, thần sắc của anh trông rất khá. Bị cảm chút chút không sao chứ ạ? Vâng, Hoắc Trường Nguyên gật đầu, rồi nói thêm một câu. Cũng may có hàng xóm. Hàng xóm ạ? Quản lý nghi hoặc. Hoắc Trường Uyên chỉ im lặng mỉm cười. Lâm Huyền Bạch âm thầm cụp mắt xuống. Cuộc họp này là lần bàn bạc cuối cùng cho những thay đổi của dự án, thế nên kéo dài khá lâu. Tới khi kết thúc cũng vừa hay đến giờ tan ca. Họ không mất công quay lại công ty nữa mà có thể đi thẳng về nhà. Ra khỏi tòa nhà lớn, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Quả nhiên là Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng. Giờ này đường phố tắc nghẽn, không dễ bắt xe. Tôi có thể bảo tài xế tiện đường đưa hai người về. Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, tuy nói với quản lý, nhưng ánh mắt lại nhìn vào cô. Hai chữ tiện đường có nghĩa là gì, Lâm Huyền Bạch hiểu quá rõ. Ánh mắt nhấp nháy không tự nhiên. Quản lý xoa tay cười ha ha. Vậy thì ngại quá, cứ làm phiền Hoắc Tổng. Trước khi lên xe, Giang Phóng mở cửa cho mọi người. Ngay phía sau bỗng có tiếng còi ô tô vang lên, là một chiếc xe Jeep biển quân đội. Cửa sau xuất hiện một cái đầu mơ hồ, giơ cao tay vừa vẫy vừa hét. Tiểu Bạch. Lâm Huyền Bạch sững người. Tối nay đúng là cô có hẹn ăn cơm với bố con Yến Phong. Đang họp giờ chừng thì nhận được tin nhắn. Họ nói sẽ đợi cô dưới tòa nhà công ty, nhưng cô thấy còn phải họp khá lâu,
Thế nên đã thành thật nói sau khi kết thúc mình sẽ tự bắt xe qua. Không ngờ họ thẳng thừng tới Hoắc thị đón cô. Lâm Huyền Bạch cầm chặt túi sách. Quản lý, anh lên xe đi. Tôi thì thôi, bạn tôi qua đón rồi, tôi đi trước. Nhìn thấy thằng bé chuẩn bị nhảy ra khỏi xe, cô vội rảo bước chạy qua. Cánh cửa ghế lái phụ đã được mở sẵn, Lâm Huyền Bạch ngồi vào trong. Chiếc xe Jeep nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường rồi biến mất. Hoắc Trường Uyên lặng lặng thu lại ánh mắt, tiến lên một bước che chặt cửa xe. Thật ngại quá quản lý Trần, tôi bỗng nhiên nhớ ra mình còn có việc. Anh vừa dứt lời, chiếc Bentley cũng lao vút đi ngay. Quản lý bị bỏ lại một mình, đứng hỗn loạn dưới cơn gió. Chẳng phải nói là sẽ đưa về sao? Chiếc Bentley cũng hòa vào dòng xe, nhưng chiếc xe Jeep biển quân đội đã biến mất không dấu vết. Giang Phóng ngồi nghiêm chỉnh phía trước, dè dặt quan sát sắc mặt Porter ở phía sau, rồi thận trọng hỏi: Hoắc tổng, anh không sao chứ? Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc, bật lửa tanh tách. Không sao. Khi anh phả mạnh ra một làn khói, bờ môi cũng giật nhẹ. Làn khói trắng dần dần tản ra, khóe mắt căng thẳng của Hoắc Trường Uyên cũng dịu đi nhiều. Cuối cùng anh lại dướn đôi môi nói một câu đầy hàm ý: không vội. Buổi tối họ ăn cơm ở một quán nướng, cũng được coi là một cửa hàng đã kinh doanh nhiều năm, khá là đông khách. Yến Phong có đặt chỗ trước. Sau khi tới, họ vào thẳng phòng kín, có một chiếc bàn dài hình chữ nhật, ở giữa sụp xuống một chỗ. Sau khi thêm than thì đặt lên một vỉ nướng, chẳng mấy chốc đã ấm hẳn lên. Phục vụ vừa bưng đủ món lên thì di động đổ chuông. Lâm Huyền Bạch rút ra nhìn nhanh, không bắt máy ngay mà đứng dậy khỏi ghế. À, em ra ngoài nhận điện thoại. Yến Phong mỉm cười gật đầu, còn thằng nhỏ thì đã hoàn toàn bị thu hút bởi miếng thịt bò to tướng. Alo. Ra khỏi phòng, Lâm Huyền Bạch mới bắt máy. Đầu kia là chất giọng trầm của Hoắc Trường Nguyên. Em vẫn chưa về. Có chuyện gì sao? Lâm Huyền Bạch hỏi ngược lại. Không có chuyện gì. Hoắc Trường Nguyên hờ hững, ngừng một lát lại hỏi. Đang ở cùng Yến Phong. Ừ. Ồ. Đường dây im ắng một lúc, Lâm Huyền Bạch nhíu mày hỏi. Không còn chuyện gì thì em cúp máy đây. Quả nhiên, vừa nói xong câu này, đầu kia đã giành giật thời cơ tắt máy trước. Lâm Huyền Bạch trở lại phòng, cậu nhóc đang sốt sắng lấy rau xanh cuốn thịt ăn, nhét đầy vào miệng, lúng búng như một con chuột nhỏ. Tiểu Bạch, mau tới em đi, em ngon lắm. Miếng thịt được ướp đậm đà, nướng cháy cạnh hai bên, rồi được cắt bằng kéo thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tiếng thịt nướng xì xèo đầy hấp dẫn. Lâm Huyền Bạch chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đói, cầm đũa lên gắp một miếng. Miếng thịt đậm sốt còn chưa kịp cho vào miệng, tiếng chuông điện thoại lại vang. Cô một lần nữa rút ra, màn hình vẫn hiển thị số điện thoại của Hoắc Trường Nguyên. Lâm Huyền Bạch cắn môi, lần này thẳng thừng bắt máy ngay tại bàn, hạ thấp giọng hỏi. Anh có chuyện gì? Không có gì. Hoắc Trường Nguyên trả lời y như lúc nãy. Hỏi em khi nào về nhà? Không biết nữa. Lâm Huyền Bạch nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong đĩa, nuốt nước miếng. Không nói với anh nữa, em đang ăn. Lần này sau khi ngắt máy, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Hoắc Trường Nguyên gọi điện tới nữa, cô sẽ thẳng thừng ngắt máy hoặc để chế độ câm. Nhưng anh không gọi lại nữa mà chuyển sang nhắn tin. Hoắc Trường Nguyên nhắn: em định khi nào về nhà? Lại tiếp tục nhắn: đã 7 giờ rưỡi rồi, còn chưa về. Mặt trời xuống núi rồi, con gái ở ngoài một mình không an toàn đâu. Cứ 10 phút di động lại rung một lần, toàn là tin nhắn, cũng toàn đến từ cùng một người, không ngại phiền toái. Lâm Huyền Bạch nhìn thấy cả đống tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Không hiểu anh trở nên kiên nhẫn như vậy từ khi nào. Yến Phong ngồi đối diện nhận ra cô đang nhíu mày nhìn di động, bèn hỏi với vẻ quan tâm. Tiểu Uyển, sao vậy? Có tin nhắn quấy rối à? À không phải. Lâm Huyền Bạch lắc đầu. Có lẽ chưa đủ cấu thành quấy rối ác ý. Cô hơi ngừng một chút rồi nói. Là một người hàng xóm thôi. Cô không nói dối. Bây giờ Hoắc Trường Nguyên đích thực là hàng xóm của mình. Trong lúc họ nói chuyện lại có một tin nhắn tới, vẫn là Hoắc Trường Nguyên gửi, nội dung không mấy khác biệt. Lâm Huyền Bạch bắt đầu đau đầu. Ăn xong đi ra khỏi quán nướng, lên xe rồi cô chịu đựng dày vò cầm chặt di động.
Anh Yến Phong, hôm nay em không thoải mái lắm, hôm khác em cùng Châu Châu ra bờ sông thả đèn trời nhé. Em không khỏe chỗ nào, có phải bị cảm không? Yến Phong lập tức hỏi. Không có sự khó chịu khi cô lỡ hẹn, ngược lại chỉ còn lo lắng cho sức khỏe của cô. Lâm Huyền Bạch chột dạ lắc đầu. Em không sao, về uống mấy viên thuốc cảm là ổn. Được, vậy anh đưa em về trước, nghỉ ngơi sớm đi. Yến Phong gật đầu không chút nghi ngờ. Dọc đường, Yến Phong vẫn quan tâm hỏi han cô. Khi đi ngang qua cửa hàng thuốc, anh ấy còn suýt dừng xe lại. Chiếc Jeep đi tới dưới khu nhà cũ. Lâm Huyền Bạch tháo dây an toàn, rồi xoa mái đầu nấm của cậu nhóc ngồi ghế sau. Xin lỗi nhé Châu Châu, đã hẹn cùng nhau ra bờ sông thả đèn trời rồi. Không sao đâu ạ. Tiểu Uyển, cô phải tự chăm sóc bản thân đấy. Cậu nhỏ lắc đầu, nét mặt nghiêm túc. Thấy vậy, cảm giác tội lỗi của Lâm Huyền Bạch càng thêm đậm. Nhìn chiếc xe giờ đi hẳn, cô mới quay người đi lên nhà. Cô đi một mạch lên tầng trên cùng. Vừa rút chìa khóa ra thì cánh cửa chống trộm phía đối diện quả nhiên bật mở. Về rồi à? Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần. Lâm Huyền Bạch có cảm giác dù ai hiền lành đến đâu cũng sắp bùng nổ tới nơi. Cô nghiến răng hỏi anh. Hoắc Trường Uyên, suốt cuộc anh có việc gì? Chẳng phải đã hứa sau khi anh khỏi bệnh em sẽ nấu cho anh một bát mì sao? Vì đã thay quần áo ở nhà, đứng ngược ánh sáng trong phòng, gương mặt nhạt nhòa của Hoắc Trường Uyên có phần lười biếng. Lâm Huyền Bạch phát rồ, tiếp tục nghiến răng. Chỉ vì chuyện này, một bát mì không đổi ngày khác được sao? Ừ, anh cứ đợi mãi. Hoắc Trường Uyên gật đầu thản nhiên. Lâm Huyền Bạch hít sâu thở đều, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay. Bây giờ sẽ nấu cho anh. Vào nhà, Lâm Huyền Bạch lao thẳng vào trong bếp. Lần nữa cô mua mì vẫn còn nửa gói, trứng gà và hành đều còn cả. Cô rửa tay, vừa bật lửa vừa lẩm bẩm lí nhí. Thật chẳng thể nào khiếu nổi, sao cứ thích ăn mì mãi thế không biết? Bởi vì muốn ăn mì em nấu. Câu này còn có thể hiểu là bởi vì muốn ăn bên dưới của em. Chẳng biết Hoắc Trường Nguyên đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, tiếp lời. Lâm Huyền Bạch nhìn anh một cái, thu lại tầm mắt rồi tiếp tục nấu mì. Cô cúi đầu hơi thấp, sau đó mặt hơi đỏ lên. Hình như anh nói không có vấn đề gì, lẽ nào vì cô quá đen tối. Ngày hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, Lâm Huyền Bạch dậy sớm, nấu một nồi canh rồi bỏ vào trong bình giữ nhiệt, sau đó ngồi xe buýt đi tìm cô bạn Tăng Hiểu Du. Từ khi cô ấy chuyển đi, cô vẫn chưa có dịp tới thăm. Đến nơi, có người gác cổng, phải đăng ký mới được vào trong. Tăng Hiểu Du mặc khá phong phanh, đứng ngoài cửa tòa nhà chờ đợi. Nhìn thấy cô ấy kéo tuột cô vào trong thang máy. Lâm Huyền Bạch đi lượn tham quan từng phòng một, không thể không cảm thán. Cá nhỏ, hoàn cảnh chỗ này của cậu tuyệt thật đấy, còn thoải mái hơn cả lúc nhìn ở trên ảnh. Phải rồi, Tăng Hiểu Du như con cáo nhỏ nhặt được của hời. Cá nhỏ, cậu nhớ chị hàng xóm ở đối diện không? Sau khi ngồi xuống, Lâm Huyền Bạch không nhịn được, bắt đầu kể lể. Cả nhà chị ấy dọn đi rồi, căn nhà bị người ta mua lại. Cậu đoán sau này ai chuyển tới? Hả? Ai? Hoắc Trường Uyên. Tăng Hiểu Du nghe xong, ánh mắt sáng trưng. Vậy sao? Trùng hợp vậy. Phản ứng của cô ấy khá khác biệt với tưởng tượng của Lâm Huyền Bạch. Chỉ ít cô nghĩ cô ấy sẽ phải nhảy lên nhảy xuống, không ngờ lại bình tĩnh như thế. Buổi tối cùng ăn cơm xong, Lâm Huyền Bạch mới về nhà. Trong lúc đi thang máy, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của Tăng Hiểu Du trước khi cô về. Tiểu Bạch, cậu phải cẩn thận nhé, chưa biết trường Hoắc tổng đang thả câu dài săn cá to đấy. Lâm Huyền Bạch nhíu mày, rất nghi hoặc. Lẽ nào cô là con cá to đó? Không biết có phải vì tác dụng của câu nói này không mà sau khi trở về nhà, Lâm Huyền Bạch vẫn có phần căng thẳng. Nhất là khi đêm khuya yên ắng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến cả sống lưng cô căng ra. Cộc cộc cộc. Lâm Huyền Bạch cứng người di chuyển ra cửa, giống như sắp phải chịu án tử hình vậy. Cô bò lên cửa nhìn ra mắt thần, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa ra, bên ngoài có một thanh niên trẻ đội mũ, trên áo in logo của một hãng chuyển phát nhanh nào đó. Xin hỏi chị là Lâm Huyền Bạch phải không? Ừ, tôi đây. Lâm Huyền Bạch gật đầu. Chị có bưu phẩm,
mời chị ký nhận. Vâng, cảm ơn anh. Cô ký tên là Bill chuyển phát. Đối phương cũng vội vã đi xuống. Lâm Uyển Bạch ôm bưu kiện đang định đóng cửa lại thì có một cánh tay bất ngờ chặn lên cánh cửa. Lực rất mạnh, một nguồn sức mạnh quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, ánh đèn trên hành lang đều bị chặn lại. Chẳng biết Hoắc Trường Nguyên đã ra ngoài từ lúc nào, ánh mắt xa xầm lại cúi nhìn cô. Anh... Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, nét mặt có chút bất lực tới không thể bất lực hơn. Đường ống nước trong nhà tắm của nhà anh hỏng rồi. Quản lý nói ngày mai mới qua sửa được. Muốn mượn phòng tắm nhà em. Tắm? Lâm Uyển Bạch sừng sốt. Ừ. Hoắc Trường Nguyên gật đầu, giơ tay giật giật cổ áo sơ mi đúng lúc. Buổi sáng tiếp đón một vị khách từ nước ngoài về, chạy đi rất nhiều nơi, khắp người toàn là mồ hôi, không tắm không ngủ được. Nhà cũ chính là như vậy, có rất nhiều thiết bị gia dụng bên trong đã cũ, động một chút là gặp vấn đề. Lâm Miền Bạch không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh. Vậy anh vào đây đi. Chỉ là một câu buột miệng, cuối cùng cô vẫn hối hận. Đêm hôm thế này để một người đàn ông vào nhà mình tắm, quả thực có chút. Nhưng Hoắc Trường Nguyên không cho cô cơ hội hối hận. Anh đã nói tiếng cảm ơn rồi len vào trong, đồng thời tiện tay đóng cửa giúp cô. Lâm Huyền Bạch đành phải đi trước dẫn đường cho anh. Khi cô đang định chỉ tay về phía phòng tắm thì anh đã quen thuộc bước tới, hệt như chủ nhân của căn nhà này vậy. Cô suýt thì quên mất, trước kia họ từng có quan hệ đó, anh còn từng ngủ lại đây. Điều khiển ở trên giá, nhiệt độ nước anh tự điều chỉnh đi. Lâm Huyền Bạch chỉ vào bên trong, hắng giọng có phần gượng gạo. Vậy anh tắm đi. Hoắc Trường Nguyên gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lâm Miền Bạch thấy vậy, vội vã quay người đóng cửa phòng tắm lại, còn đặc biệt tỉ mỉ kiểm tra khe cửa có đóng kín hay không. Rất nhanh, bên trong truyền tới tiếng cởi quần áo, sau đó là tiếng nước rào rào chảy. Lâm Miền Bạch ôm bưu kiện tiếp tục đi ra phòng khách, chốc chốc lại quay đầu nhìn qua một cánh cửa kính cát mài, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vóc dáng cao to. Trong đầu cô lập tức hiện hiện hình ảnh một mỹ nam đang tắm. Một giây sau, cô vội vàng giơ tay đấm lên đầu. Điên rồi. Âm thanh của phòng tắm cứ vang vẳng bên tai. Lâm Huyền Bạch thẳng thừng bật tivi lên, còn chỉnh cho âm lượng lên mức to. Chiếu xong một tập phim truyền hình, người bên trong vẫn còn chưa ra. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, cô bắt đầu không ngồi được nữa, đi qua, thậm chí còn chỉnh trang lại vạt áo, gõ cửa. Hoắc Trường Uyên. Khi âm thanh vang lên thì tiếng nước cũng ngừng. Anh vẫn chưa tắm xong à? Cô bất giác lên tiếng hỏi lại. Lần này bên trong vẫn không lên tiếng, nhưng loáng thoáng có tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được kéo ra. Anh Lâm Miền Bạch lập tức che mắt, lắp bắp một hồi cô mới nói được một câu hoàn chỉnh. Sao anh không mặc quần áo? Trong không gian nghi ngút hơi nước, Hoắc Trường Nguyên chỉ mặc độc một chiếc quần lót, vô tư đứng trước mặt cô. Tuy rằng hai hôm trước vừa lau rượu khắp người anh, nhưng đó là trường hợp đặc biệt, tình thế đặc biệt. Lúc này mái tóc ngắn của anh ướt rượt, nước từ đuôi tóc giỏ xuống, men theo ngũ quan cương nghị của anh, chạy qua yết hầu gồ lên của anh, sau đó tới lồng ngực tráng kiện. Vừa tắm xong thì mặc kiểu gì? Quần áo thay ra toàn quần áo bẩn. Hoắc Trường Uyên điềm nhiên trả lời câu hỏi của cô. Khóe miệng Lâm Miền Bạch giật giật. Có phải cô nên cảm kích chỉ ít anh đã mặc quần lót không? Sao gần đây rất hay nhìn thấy cảnh anh ở trần đi lại ở trước mặt mình thế? Cho tới khi nghe thấy những tiếng sột soạt, Lâm Miền Bạch mới dám bỏ tay ra khỏi mắt. Hoắc Trường Nguyên đã quấn thêm một chiếc khăn tắm quanh hông. Lâm Miền Bạch cảm thấy miệng hơi khô. Khăn tắm đó là của cô. Dầu gội hay dầu tắm anh cũng dùng là của cô. Chiếc bàn chải đánh răng màu hồng trong tay anh kia cũng là của cô. Đợi chút. Lâm Miền Bạch bất giác trợn tròn mắt. Anh dùng bàn chải của em? Nếu không thì sao? Anh đánh răng bằng gì? Hoắc Trường Nguyên cúi đầu nhổ hết bọt đi, ngũ khí tàn nhiên đến vô tội. Dường như bị cô nhìn chọc chọc mãi, anh lại bình tĩnh nói thêm một câu. Không sao đâu, anh không chê em. Lâm Miền Bạch phát dồ, đã không thể tiếp tục so đo với anh nữa. Cô nhân lúc bản thân chưa thổ huyết, quay người rời đi. Cuối cùng Hoắc Trường Nguyên cũng sấy khô tóc rồi đi ra. Máu huyết của Lâm Miền Bạch đã cạn, cô bất lực chống tay lên trán, chỉ muốn nhanh tiễn vị Phật này ra khỏi nhà mình. Có điều ra tới cửa, bước chân anh đột ngột khựng lại. Lâm Miền Bạch kinh nghiệm đầy mình, phản ứng nhanh lùi sau mấy bước.
Có chuyện gì vậy? Hắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt. Anh quên mang chìa khóa rồi. Lâm Huyền Bạch ngẩn người. Thật hay đùa vậy? Có thể lúc ra gấp gáp quá nên chỉ cầm theo di động. Ngữ khí của Hắc Trường Uyên cũng thấm chút nặng nề. Lâm Huyền Bạch thấy anh tỏ nghiêm trọng, không giống như đang đùa, cũng chau mày theo. Cô suy nghĩ rồi ngước mắt nhìn anh. Gọi điện cho công ty khóa đi, chỗ em hình như có ghi một số điện thoại. Nói rồi cô giả bước đi vào phòng khách. Cô rút mấy tờ giấy dưới lọ hoa trên mặt bàn ra, bên trên có ghi một dòng số. Hoắc Trường Nguyên đã đi theo, nhìn qua rồi nhanh chóng gọi. Hình như họ bắt máy rất nhanh, nhưng cuộc gọi cũng rất ngắn, chỉ thấy anh mấp máy môi. Thế ư? Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn. Sao rồi? Anh ngắt máy xong, Lâm Huyền Bạch vội hỏi. Muộn quá rồi, người ta không chịu đến. Hoắc Trường Uyên đung đưa di động ra hiệu. Không phải chứ? Lâm Huyền Bạch lại tiếp tục suy nghĩ rồi nhìn về phía anh. Gọi cho Giang Phóng. Tắt máy. Hoắc Trường Uyên hờ hững. Lâm Huyền Bạch im lặng. Sao gần đây gặp lắm chuyện suối quẩy vậy? Cô đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, tầm nhìn ở tầng trên cũng rất khoáng đạt. Khoảng cách với cửa sổ các nhà quanh đây cũng rất xa. Suy nghĩ trèo bằng đường cửa sổ lập tức bị đánh tan. Lỡ không cẩn thận xa chân, há chẳng phải trách nhiệm thuộc về cô. Lâm Huyền Bạch sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, rồi nhìn người đàn ông đang quấn khăn tắm trên người trong phòng khách. Vậy phải làm sao đây? Hoắc Trường Uyên xoa cằm, trầm ngâm giây lát. Xem ra chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Lâm Huyền Bạch ấp úng hỏi. Không hiểu vì sao khi hỏi câu này, cô nhìn được trong đôi mắt sâu đó một ảo giác mình đang bị ai đó cho vào bẫy. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Hoắc Trường Nguyên giống như một tiếng nổ vang trời. Tối nay anh ở lại. Ở lại ư? Lâm Huyền Bạch bị giật mình đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào. Hoắc Trường Nguyên nhìn cô, ánh mắt như một người vô gia cư không có trốn về. Nếu không phải làm sao? Không vào được nhà. Em không định bắt anh ăn mặc thế này ra ngoài thuê phòng khách sạn chứ. Huống hồ ví tiền và chìa khóa xe đều ở trong nhà, cũng không có chứng minh thư. Lâm Huyền Bạch cuộn chặt từng ngón tay lại. Anh có thể ngủ ngoài sofa. Ngay sau đó Hoắc Trường Nguyên nói một câu. Nét mặt Lâm Huyền Bạch dần dần hiện những cảm xúc bứt rứt. Sau đó Hoắc Trường Nguyên trầm mặc mím môi, không lên tiếng nữa. Cả căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng đến quái lạ. Khi còn chưa kiên trì được 10 giây, cuối cùng Lâm Huyền Bạch cũng mở tay ra, bí bách lên tiếng. Thôi được rồi, làm phiền em rồi. Hoắc Trường Uyên nói với giọng chân thành. À, để em đi tìm cho anh gối và chăn. Lâm Huyền Bạch nói xong bằng tốc độ tên lửa rồi quay người vội vàng chạy vào phòng ngủ. Nhưng vì tâm trạng quá rối bời, bước chân quá gấp gáp, khi sắp tới cửa phòng, cô tự vấp chân mình ngã sõng xoài. Phía sau có tiếng bước chân vững vàng tiến tới và một tiếng cười khẽ không thể che giấu. Có đau không? Anh chỉ ngủ nhờ ở đây một đêm, đâu phải muốn lên giường với em. Em căng thẳng như vậy làm gì chứ? Lâm Huyền Bạch mất mặt không chịu được, ngọn lửa trên hai gò má như lan thẳng ra sau vành tai. Em không có. Cô gạt bàn tay lớn đưa tới, cứng rắn muốn tự đứng lên, rồi đâm đầu vào phòng ngủ. Khi Lâm Huyền Bạch ôm theo gối và chăn đi ra, cô có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô cố gắng bước đi thật tự tại, thu dọn mọi đồ lặt vặt trên sofa, sau đó tập trung tinh thần trải chăn cho anh. Suốt quá trình ấy, Hoắc Trường Nguyên đứng ngay bên cạnh. Lâm Huyền Bạch đặt gối xuống, chỉ hơi liếc là có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ ấy. Rồi cô lại nhìn chiếc sofa chật hẹp, cảm giác anh nên cũng không thể duỗi thẳng hai chân được. Hay là em nhường giường cho anh, em ngủ sofa nhé. Không cần đâu, Hoắc Trường Nguyên từ chối. Lâm Huyền Bạch gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Hoắc Trường Nguyên hất cằm ra hiệu với cô. Phim truyền hình còn chưa chiếu hết, em không xem tiếp à? À, Lâm Huyền Bạch mơ mơ hồ hồ, cứ thế bị anh kéo ngồi lên sofa. Trong TV là một bộ phim đang khá nổi gần đây, ngày nào cô cũng đu. Ban nãy lúc anh tắm rửa, nó đã chiếu hết một tập, bây giờ đang chiếu tập thứ hai.
Có điều lúc này Lâm Huyền Bạch chẳng thể tập trung xem tivi. Thực sự là Hoắc Trường Nguyên ngồi bên có cảm giác tồn tại quá mạnh. Cô len lén liếc sang nhìn, phát hiện cánh tay gần bên phía cô của Hoắc Trường Nguyên chẳng biết đã vắt lên lưng ghế sofa từ lúc nào. Tư thế ấy giống như anh đang ôm trọn cô vào vòng tay vậy. Cho dù cô ngồi thẳng tắp, không cố tình nhìn thì cũng cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng lên xuống của anh. Mùi hương nam tính thuộc về anh thi thoảng lại phả tới. Lâm Miền Bạch định thần lại, khi một lần nữa tập trung xem tivi, cô bỗng giật mình. Trên đó chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang cảnh nam nữ nhìn thẳng vào mắt nhau để tình cảm. Nhạc nền rất lãng mạn, bàn tay nam chính từ từ nâng gương mặt cô gái lên, ánh mắt sáng rực như lửa dưới ánh trăng. Anh muốn hôn em. Cô gái cúi mặt không trả lời, nhưng biểu cảm ngượng ngùng đã nói rõ tất cả. Sau đó, khuôn mặt và đôi môi của hai người họ càng lúc càng gần nhau hơn. Cảnh tiếp theo họ sẽ lên giường. Giọng nam trầm thấp bên cạnh đột ngột vang lên. Cô nghẹn lời. Ồ. Giống như chứng minh cho lời anh nói, nam nữ chính quả nhiên càng hôn càng mãnh liệt. Hơn nữa khung cảnh còn thay đổi, ống kính lia thẳng sang một chiếc giường đỏ rực. Nam nữ chính nằm hôn nhau trên đó, khó mà tách rời. Cùng với đó là tiếng thở dốc rõ ràng, quần áo của hai bên rơi xuống từng chiếc một. Lâm Huyền Bạch cảm thấy máu huyết như đang xông lên não bộ. Cô không thể nhìn tiếp được nữa, đứng bật dậy, gượng gạo ngáp một cái. À, em hơi buồn ngủ, không xem nữa. Tiếng ấp úng của cô cuối cùng biến thành một tiếng thở hắt ra. Khi cô vừa dịch chuyển, Hoắc Trường Nguyên cũng đột ngột đứng dậy, cánh tay dài vòng qua nách bế bổng cô lên, gần như không cho cô cơ hội thứ hai lên tiếng. Trong chớp mắt đã đi vào phòng ngủ. Lâm Huyền Bạch đánh mất trọng tâm, rơi thẳng xuống giường của mình. Cơ thể rắn chắc cũng đè lên ngay lập tức, một cánh tay chống bên cạnh đầu cô. Trên hông Hoắc Trường Nguyên chỉ có một chiếc khăn tắm. Trong lúc xô đẩy, chạm phải nhiệt độ bên trên khiến cô rụt lại như phải bỏng. Căn phòng không bật đèn, không gian cũng tối tăm, thế nên đôi mắt thâm trầm của anh lại càng sáng quắc như lửa. Trong đầu Lâm Huyền Bạch toàn là những lời cô bạn thân Tang Hiểu Du nói: buông câu dài, cá to. Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy anh gọi tên của mình. Lâm Huyền Bạch. Sao vậy? Mí mắt Lâm Huyền Bạch run rẩy thiếu kiểm soát. Ánh trăng mông lung bên ngoài hát vào phòng, cô không dám nhúc nhích, dáng vẻ xấu hổ giống như búp non mới nhú đầu tháng 3, khiến sóng lòng người ta như bị thổi bùng lên. Hoắc Trường Nguyên giơ ngón tay cái lên chạm qua tóc mai của cô, rồi dừng bên khóe miệng. Anh muốn hôn em. Ánh mắt cô hỗn loạn trong khoảnh khắc. Đây là lời thoại trong bộ phim ban nãy, nhưng bật ra từ anh còn đầy mê hoặc hơn cả nam chính. Lâm Huyền Bạch ngây ngốc nhìn gương mặt anh sát lại gần, gần tới mức cô thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi râu trên cằm anh. Trong lúc hoảng hốt bối rối, cô nhắm tịt mắt lại. Hơi thở nóng rẫy phà vào mặt cô. Ngay sau đó, nhiệt độ trên bờ môi anh đã chuyển sang cho cô. Khi hơi thở của anh rời xa, Lâm Huyền Bạch ngạc nhiên mở mắt. Anh hôn lên trán cô. Lâm Huyền Bạch ngây ngốc nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt ấy không hề cháy lên chút dục vọng nào, dường như thực sự giống như lời anh nói, đơn thuần chỉ muốn hôn cô mà thôi. Không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ là muốn hôn cô. Hoắc Trường Nguyên thu cánh tay lại, cơ thể cao lớn cũng đứng lên ngay sau đó. Cả người chợt ấm áp là chiếc chăn anh kéo lên, cùng giọng nói khàn khàn. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Lâm Miển Bạch ấp úng nói, cho tới khi thấy cánh cửa bị đóng lại, cô vẫn còn chưa hoàn hồn được. Hình như anh khác rồi. Tuy rằng vẫn còn sự bá đạo trước kia, nhưng lại không cưỡng ép cô như thế nữa. Lâm Huyền Bạch đưa tay chạm bên trán, đó là một nụ hôn dịu dàng. Cảm giác có thứ gì đó cứ chấn động mãi nơi sâu thẳm trong trái tim. Sáng hôm sau, Lâm Huyền Bạch lật người. Cô mở mắt ra nhìn ánh nắng ban mai đen lỏi vào phòng. Một đêm ngủ ngon bất ngờ, rõ ràng để Hoắc Trường Nguyên ngủ trong nhà, cô nên lo lắng sợ hãi mới phải. Vậy mà cô vẫn có thể yên bình ngủ say giấc, đến mộng mị cũng không có. Bên ngoài phòng ngủ cực kỳ yên ắng, Lâm Miền Bạch khẽ khàng kéo cửa ra. Vừa mới đó đã nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên nằm ngủ trên sofa, hình say, tiếng thở đều đều. Nhưng dáng vẻ này của anh ít nhiều có phần hài hước, đôi chân dài phải có quắp ở đó. Chiếc chăn trên người đã rơi xuống đất. Hơn nữa, chiếc khăn tắm lúc trước chỉ buộc quanh hông, giờ cũng biến mất tăm mất tích. Thế nên lúc này anh giống như tối hôm qua, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm vậy, chỉ còn độc chiếc quần lót tứ giác.
Lâm Huyền Bạch đi qua, cúi xuống muốn giúp anh nhặt chăn lên đắp lại vào người. Cô cố gắng không liếc ngang liếc dọc, cũng cố gắng không chạm vào anh. Nhưng ai ngờ chăn vừa đắp lên, một lòng bàn tay dày dặn đã nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt kia chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, đang nhìn cô chằm chằm. Anh dậy rồi ư? Lâm Huyền Bạch bối rối nhìn anh, vội nói. À, em đánh thức anh sao? Nếu anh chưa tỉnh thì cứ tiếp tục ngủ đi. Nói rồi, cô không thể đứng lên rồi đi ngay, bởi vì Hoắc Trường Nguyên từ đầu tới cuối không hề buông tay. Hoắc Trường Nguyên, cô nhắc nhở. Tầm mắt của Hoắc Trường Nguyên vẫn không lệch đi phần nào, bờ môi mỏng bật ra ba chữ. Anh khó chịu. Anh sao rồi? Lâm Huyền Bạch căng thẳng hỏi. Anh thực sự rất khó chịu. Hoắc Trường Nguyên lặp lại câu này, giọng hơi khàn. Lâm Huyền Bạch thấy anh cứ nhíu mày rất chặt, lại càng thấy khó hiểu, cho tới khi anh nắm lấy tay cô kéo thẳng xuống dưới. Sau khi hiểu ra đó là chuyện gì, con người của cô co rụt lại, nhịp tim hoàn toàn rối loạn. Ai cũng nói sáng sớm đàn ông sẽ có phản ứng đó. Không rút tay về được, cô chỉ có thể tiếp tục co quắp, ánh mắt rời rạc. Cô nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt, độ khàn của tông giọng càng nặng nề thêm. Em giúp anh nhé. Đối với một người từng có kinh nghiệm như Lâm Huyền Bạch mà nói, gần như lập tức hiểu ý tứ của anh. Trong phòng khách đã sáng trưng, hình như còn sắp sang chiều rồi. Mùa thời tiết nóng rực khiến người ta khô rát. Không được, Lâm Huyền Bạch thẳng thừng lắc đầu. Thực sự không được sao? Hoắc Trường Nguyên vẫn nắm chặt tay cô. Không được, Lâm Huyền Bạch vẫn lắc đầu, hơi thở trở nên chậm chạp. Cô nghiến răng. Muốn làm anh tự túc đi. Hoắc Trường Nguyên nhìn cô chăm chú một lúc, thấy cô hoàn toàn không suy xuyển, có vẻ anh đã bại trận, cuối cùng cũng buông tay cô ra, không cưỡng ép nữa. Ngay sau đó, anh nhảy dựng lên, đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Huyền Bạch thở phào, lòng bàn tay nóng rẫy, xúc cảm bên ngoài lớp vải vẫn còn rất rõ ràng. Cô nhìn về phía cái bóng cắt in lên cửa kính đang mơ hồ có một động tác nào đó. Cô vội vàng quay đi, không cần nghĩ cũng biết anh đang làm gì bên trong. Thật đen tối. Lâm Huyền Bạch ôm chiếc chăn đã được cấp gọn gàng lại đi vào phòng ngủ, bỗng nghe thấy một âm thanh thoải mái. Cô suýt nữa thì lại vấp ngã sõng soài như tối qua. Âm thanh đó quả thực như vang vọng ngay bên tai vậy. Anh nhất định lại cố tình nói to hơn bình thường. Lâm Huyền Bạch ở yên trong phòng ngủ, chần chừ không dám ra ngoài, sợ sẽ lại nghe thấy mấy âm thanh không nên nghe, cực kỳ rát tai. Phải đến hơn nửa tiếng sau, cô mới mở cửa ra thăm dò, chỉ thấy cánh cửa phòng tắm mở toang, còn Hoắc Trường Nguyên thì đứng trong phòng khách với chiếc khăn tắm ở hông. Không còn chút đau khổ ban nãy, trông rất sảng khoái. Tay phải anh đang cầm di động, chắc lại đang gọi cho công ty phá khóa. Khi Lâm Huyền Bạch đi vào đánh răng rửa mặt, cố tình liếc nhìn một cái, trong thùng rác nhà vệ sinh hình như có thêm vài cục giấy ăn. Khác với tối qua, người của công ty phá khóa không từ chối, hơn nữa còn đến khá nhanh, là một anh thanh niên mang theo đầy đủ dụng cụ. Lâm Huyền Bạch cũng mở cửa ra đứng nhìn. Sau khi xác nhận rõ thân phận của Hoắc Trường Uyên, động tác của cậu ta vô cùng nhanh nhẹn, bắt đầu tháo gỡ mắt thần và tiến hành mở khóa. Tiểu Uyển, một giọng nói bất ngờ vang lên. Lâm Huyền Bạch nhìn về phía đó, thấy Yến Phong đang đi lên, tay xách một túi hoa quả. Cô kinh ngạc, há hốc miệng, đang định lên tiếng thì đối diện vang lên một tiếng cạch. Cậu thanh niên mở khóa mỉm cười nói với Hoắc Trường Uyên. Xong rồi anh nhá. Đúng lúc này Yến Phong đi lên, cũng vô tình nhìn sang, rồi sững người. Hoắc tổng. Hoắc Trường Uyên từ từ quay người lại, khẽ gật đầu. Anh Yến. Hoắc tổng đang sống ở đây. Yến Phong nhìn cánh cửa đang mở, hỏi với vẻ không chắc chắn. Vâng. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, thản nhiên đáp. Bỗng dưng muốn thay đổi môi trường sống. Yến Phong theo Lâm Huyền Bạch đi vào nhà, mãi vẫn cứ nhíu mày. Lâm Huyền Bạch chủ động phá tan sự im lặng. Anh Yến Phong, anh cầm gì trong tay vậy? À, người ta vận chuyển cho anh ít xoài từ Tam Á tới. Cho em một ít để em nếm thử. Mấy hôm nay anh khá bận, anh chẳng tranh thủ được thời gian qua đây. Vừa hay hôm nay lên tổng bộ họp bàn về chuyện tuyển quân mới, ngang qua chỗ em nên mang tới cho em. Yến Phong đặt túi lên mặt bàn, ngừng một chút, nghi hoặc hỏi.
Tiểu Uyển, Hoắc tổng chuyển tới ở đối diện nhà em. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, kể lại đại khái về việc chủ nhà cũ bán nhà cho Hoắc Trường Nguyên. Nghe xong, nói một câu trầm trọng mang đầy ý tứ. Xem ra anh ta cũng tốn nhiều tâm tư thật. Lâm Uyển Bạch không biết nên đáp thế nào. Chuông di động vang lên, là máy của Yến Phong. Hình như là tổng bộ gọi tới, thúc giục anh ấy tới họp. Sau khi ngắt máy, Yến Phong đành đứng lên. Có điều khi đi ra cửa, anh ấy vẫn dừng bước, trầm ngâm giây lát. Tiểu Uyển à, anh nhớ là lần trước em đã nói với anh, hai người không còn quan hệ gì nữa. Lâm Uyển Bạch đang định giải thích thì cánh cửa nhà đối diện bật mở. Hoắc Trường Uyên đã thay quần áo, không phải áo vest mà là một bộ đồ ngủ ở nhà đầy sức sống. Chiếc quần dài màu than xám, chiếc áo len đan màu trắng khiến khuôn mặt cương nghị của anh dịu dàng hơn nhiều. Anh nhìn thẳng về phía cô và hỏi, em có nhìn thấy áo sơ mi của anh không? Làm sao mà em biết? Lâm Uyển Bạch nóng mặt, hoảng loạn nói. Hoắc Trường Uyên từ từ nhướng đôi mày lên, sau đó chậm rãi nói danh mạch từng chữ. Tối hôm qua lúc tắm chẳng phải anh đã cởi ra trong nhà tắm sao? Tiểu Uyển. Yến Phong lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt như mong muốn cô xác thực. À, tối qua anh ấy tắm ở nhà em. Mặt Lâm Uyển Bạch đã đỏ bừng rồi, cô bấm bụng giải thích. Chẳng qua là vì nhà anh ấy bị hỏng đường ống nước, thế nên mượn phòng tắm nhà em, sau đó lại quên mang chìa khóa nên đã ngủ tạm trên sofa một đêm. Ban nãy em cũng thấy đấy, có người tới phá khóa. Ánh mắt Yến Phong đã có nhiều thay đổi. Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy bất thường. Giống như có một con thỏ ở trong hang, và bên ngoài là một con sói đầy nguy hiểm. Khi chuông di động một lần nữa vang lên thúc giục, Yến Phong không bắt máy nữa mà chau mày vội vã nói với cô. Tiểu Uyển, hôm khác chúng ta nói chuyện, có tình hình gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Câu cuối cùng rõ ràng là nói cho Hoắc Trường Nguyên nghe. Bóng Yến Phong nhanh chóng khuất sau hành lang, Lâm Uyển Bạch như sắp nổ tung đầu. Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, biểu cảm lười biếng, khóe môi dướn lên một nụ cười nhạt nhòa. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt giống như một cậu nhóc vừa làm chuyện xấu thành công. Bây giờ có thể tìm áo sơ mi cho anh rồi chứ? Tìm. Lâm Uyển Bạch giật giật khóe miệng. Hai ngày sau đó có vẻ bình yên phẳng lặng. Lâm Uyển Bạch ôm tập tài liệu trở về bàn làm việc, rút chiếc di động để trong ngăn kéo ra xem. Bên trên hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều tới từ cùng một người. Cô ngẫm nghĩ, không gọi lại mà soạn một tin nhắn. Có việc gì không? Vừa gửi thành công thì đã có cuộc gọi tới. Ngón tay Lâm Uyển Bạch đều tê dại vì rung, vội vàng bắt máy. Alo. Đang đi làm sao? Chất giọng trầm của Hoắc Trường Nguyên truyền tới. Ừ, vừa họp xong. Anh đang phê duyệt tài liệu. Ồ. Lâm Uyển Bạch cắn môi, không hiểu anh gọi tới rốt cuộc là có dụng ý gì. Hình như cũng không có việc gì quá quan trọng. Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục nói. Hết giờ anh về nhà luôn. Còn em? Em phải cùng lãnh đạo đi ăn cơm với khách, với quản lý Trần ở bộ phận em. Ừ. Ở đâu? Sau khi Lâm Uyển Bạch báo cáo địa chỉ, đầu kia không nói thêm gì nữa mà bảo thẳng. Anh cúp máy đây, sắp có cuộc họp trực tuyến. Nói xong anh thẳng thừng ngắt máy. Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động, có phần câm nín, vẫn không hiểu ý tứ của anh sau khi gọi cuộc gọi này. Giống như những cuộc gọi hỏi han bình thường giữa hai người đang yêu, để hiểu rõ lịch trình của đối phương. Cô vừa đút di động vào ngăn kéo thì cô đồng nghiệp bên cạnh ghé tới hóng hớt. Tiểu Bạch, bạn trai à? Không phải đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Tình cậu mới lạ đó. Thấy cậu trả lời từng câu như cô con dâu mới về nhà chồng ấy. Không phải thì chắc chắn giữa hai người cũng có vấn đề. Cô đồng nghiệp bĩu môi. Lâm Uyển Bạch vừa khó xử vừa ngượng ngập. Mình nào có. Đồng nghiệp vẫn ở Mỹ nói là không tin. Trở về vị trí tiếp tục làm việc, cô bất giác nhìn mình trong gương rồi âm thầm lắc đầu. Chập tối tan ca, Lâm Uyển Bạch thu dọn đồ đạc, trực tiếp cùng quản lý đi tiếp khách. Giống như hai lần trước, quản lý bảo cô phục vụ việc rót rượu trong bữa cơm. Cô vừa rót xong quay về thì nghe thấy bên cạnh có âm thanh bèn nói. Quản lý, hình như di động của anh đang kêu. Ồ, vậy sao? Người quản lý đang nâng cốc nghe thấy vậy,
bèn rút máy ra khỏi túi áo vest. Ngồi gần, Lâm Huyền Bạch loáng thoáng nhìn thấy hai chữ Hoắc tổng hiển thị trên màn hình, nhưng không dám chắc chắn. Quản lý nói tiếng xin lỗi với các vị khách, rồi ra bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại, giữa chừng hình như còn quay đầu nhìn cô vài lần. Quản lý nhận điện thoại quay về không bao lâu thì lại nói phải đi vệ sinh. Khi quay lại, sắc mặt ông ấy trông có vẻ rất đau khổ. Lâm Huyền Bạch vội ghé qua hỏi: "Quản lý, anh không sao chứ?" "Không ổn lắm." Quản lý lắc đầu, đầu mày nhíu chặt, ngữ khí trở nên trịnh trọng. "Tiểu Lâm à, bệnh viêm dạ dày của tôi tái phát rồi. Lát nữa có thể cần cô giúp đỡ giúp tôi." Lâm Huyền Bạch cắn môi, liếc nhìn bàn tiệc. Tối nay họ tiếp đãi toàn là các lãnh đạo quan trọng của chính quyền, quyền lực trong tay người nào cũng rất lớn, nói năng cũng rất có sức nặng, không thể đắc tội được ai. Do dự giây lát, cuối cùng cô chỉ còn cách gật đầu. Suốt cả buổi tối, ly rượu trước mặt Lâm Huyền Bạch cứ đầy mãi. Cuối cùng, cô sắp không còn nhớ rõ mình uống mấy ly nữa, chỉ biết khi ngồi xuống, tay phải chống vào mép bàn, cảm giác những đồ ăn ngon trên mặt bàn đều đang xoay tròn theo biên độ nhỏ. Không biết tình trạng này đã duy trì được bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy quản lý vỗ vai mình. "Tiểu Lâm, kết thúc rồi." "Kết thúc rồi sao?" Lâm Huyền Bạch mơ mơ màng màng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm thu phương Bắc gió se lành lạnh. Ra khỏi cửa nhà hàng, gió ào tới. Lâm Huyền Bạch không chỉ cảm thấy lạnh, cô cố gắng đè nén men rượu, hình như cũng đang xông thẳng từng cơn lên đỉnh đầu. Cố gắng gượng cùng quản lý tiễn các vị lãnh đạo ra về, trong tầm mắt thoáng thấy một chiếc Land Rover màu trắng đi tới. Ban đầu cô không mấy để ý, cho đến khi bóng dáng cao lớn đó mỗi lúc một gần hơn. Nhìn rõ rồi, Lâm Huyền Bạch kinh ngạc. "Sao anh lại ở đây?" "Tiện đường thôi." Hoắc Trường Nguyên hờ hững đáp. Lâm Huyền Bạch nghe xong nghi hoặc. "Trùng hợp đến vậy ư?" Hoắc Trường Nguyên mở cửa ghế lái phụ ra, nói với cô: "Đi thôi, anh đưa em về." Lâm Huyền Bạch quay đầu nhìn, quản lý chẳng biết đã chạy đi đâu, bèn gật đầu. "Ừ." Tốc độ của chiếc xe không nhanh, xuyên qua màn đêm một cách vững vàng. Sau khi Lâm Huyền Bạch lên xe thì ngồi dựa vào cửa sổ, một tay giơ lên say say chán, dường như muốn xua tan cảm giác say xỉn đang dâng cao. Hoắc Trường Nguyên đánh mắt về phía cô. "Uống nhiều rồi sao?" "Có một chút." Lâm Huyền Bạch thành thật gật đầu. "Khó chịu lắm sao?" Hoắc Trường Nguyên lại hỏi. "Vẫn ổn." Hơi thở Lâm Huyền Bạch nồng nặc mùi rượu nóng, dạ dày không có cảm giác cồn cào đến khó chịu, chỉ là đầu óc rất nặng, huyệt thái dương giật lên từng hồi đau đớn. Cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác dãy đèn đường nối thành một đường kia sắp bay lên trời tới nơi. Nói xong câu ấy, cô tạm thời nhắm mắt lại. Đến khi xe tắt máy, cô mới mở mắt ra. Cố gượng mở mí mắt phân biệt một lúc mới nhìn rõ là đã tới nhà rồi. Cô đẩy cửa ghế lái phụ ra, chân bước xuống đất mà lưng lưng như bước trên bịch bông, mềm mại, không vững là trực ngã. Bên cạnh có một nguồn sức mạnh đỡ cô lại vững vàng. Lâm Huyền Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngũ quan rõ ràng của anh, nhất là đôi mắt sâu đó, giống hệt như bóng tối sau lưng vậy. Dưới chân không còn sức lực, đến mức đầu lưỡi cũng như đang quấn vào nhau vậy. "Cảm ơn anh." Lúc này cô hoàn toàn đứng không vững nữa, mùi rượu trào lên khiến đầu óc cô chỉ càng thêm hỗn độn, hoàn toàn không phát hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình đều đã nương tựa vào người anh, chủ động để anh được hời. Hoắc Trường Nguyên cúi xuống, một cánh tay lẳng lặng đưa ra ôm lấy eo cô. Đáy mắt anh ánh lên một tia ánh sáng, lực trên bàn tay chặt thêm, giọng nói trầm tĩnh bị gió đêm thổi vào tai. "Có phải không đứng vững được không? Để anh bế em lên." Dứt lời, anh đã bế ngang người cô lên. Đầu óc Lâm Huyền Bạch choáng váng dữ dội, trước mắt đã xuất hiện bóng chồng. Cô không còn sức lực dãy giụa, trong mơ hồ cô ngược lại còn dựa vào vai anh, nói đi nói lại câu cảm ơn với anh. Mỗi bước chân lên từng tầng, đèn cảm ứng cũng sáng theo lúc đó. Giữa chừng, Hoắc Trường Nguyên không hề dừng lại, hơi thở cũng không loạn nhịp vì ôm cô, bắt tay vững chắc giữ cô yên ổn. Trong hơi thở của Lâm Huyền Bạch, ngoài mùi rượu phảng phất còn có mùi hương nam tính của anh quyện vào quanh mũi. Ngửi mãi, cô càng say hơn, đến nỗi khi lên tầng trên cùng, anh bế cô vào phòng đối diện, cô cũng không chú ý. Cánh cửa cọt kẹt đẩy ra rồi đóng lại, lưng cô chạm vào lớp nệm giường mềm mại. Dưới sự thúc đẩy của men rượu,
Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong vô thức, cô níu lấy áo sơ mi của Hoắc Trường Uyên. Có thể vì lực quá mạnh nên mấy cúc áo trước ngực anh bung ra, để lộ ra thịt màu đồng mạnh mẽ, lồng ngực thấp thoáng ẩn hiện. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, ấn chặt bàn tay đang hoang mang của cô. Sao? Uống say rồi định giở trò lưu manh à? Em không. Cô hoảng loạn lắc đầu. Vậy tức là quyến rũ anh. Đôi mắt nheo lại của Hoắc Trường Uyên toát ra mùi nguy hiểm. Không mà, Lâm Uyển Bạch thực sự oan tày trời. Rõ ràng việc say rượu đã khiến cô nói năng không còn lưu loát. Hoắc Trường Uyên giữ chặt tay cô không buông, lòng bàn tay nắm chặt từ từ dẫn xuống. Không biết anh làm kiểu gì mà dọc đường từng chiếc cúc áo đều bung ra như có phép thuật vậy. Lúc này lồng ngực rắn chắc của anh đã hoàn toàn lộ ra trước mắt cô. Lâm Uyển Bạch bị hình ảnh đó kích thích, lại càng choáng váng hơn. Khi cô định quay đi thì anh bất ngờ cúi xuống gọi một tiếng bên tai. Uyển Uyển. Cô bất giác sững người. Hai chữ này lọt vào tay cô không chút dự báo, giống như có một sợi lông nhỏ đã vuốt ve trái tim. Chưa từng có ai gọi cô như vậy. Người thân thiết nhất đều gọi cô một tiếng Tiểu Bạch. Ngay cả Yến Phong cũng chỉ gọi cô là Tiểu Uyển. Lần đầu tiên có người gọi tên cô như vậy. Hai chữ lấy nhau giống như một dư vị triền miên không dứt. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Trong lúc ngơ ngẩn, cầm cô được lơm lên nhẹ nhàng. Uyển Uyển. Anh muốn thử nước đục thả câu. Nhịp tim của cô gia tăng đột ngột. Hàm ý của câu nói này, Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên mới phát hiện đôi mắt sâu hút kia chẳng biết từ lúc nào đã rực sáng như bùng cháy, giống như sắp nuốt chửng cô vào mới cam lòng. Dường như đã nhẫn nại rất nhiều, Hoắc Trường Uyên biểu đạt khao khát một cách trực tiếp. Muốn có em. Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy ba chữ này nổ tung trong đầu mình. Hoắc Trường Uyên như đang chống đẩy, hai tay chống hai bên. Khi anh hơi cúi xuống, hơi thở nóng rực từ mũi phà vào mí mắt cô. Anh cho em 10 giây để suy nghĩ. Nếu em không từ chối, anh sẽ coi như em chấp nhận. 10 9 8. Anh bắt đầu đếm, tới cuối cùng thậm chí còn đếm nhanh hơn. 3 2 1. Lâm Uyển Bạch vốn đã đầu váng mắt hoa, làm sao còn có thể phản ứng lại kịp. Cô nhìn anh hơi ngây ngất, chỉ thấy bờ môi mỏng của anh hơi dướn lên một đường cong khẽ khàng. Sau đó một bóng đen ập xuống, cô bị hôn tít mù, môi lưỡi bị anh cạy mở. Tiếng phản kháng của Lâm Uyển Bạch chỉ còn lại những tiếng ngâm nga. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, có những món quần áo bị ném đi ngang qua tầm mắt. Thế này thì rốt cuộc là ai đang giở trò lưu manh đây? Hoắc Trường Uyên chẳng biết vẫn biến đâu ra một bao cao su. Một lần nữa phủ phục người xuống, anh áp sát vào tay cô, nói một câu vừa bá đạo vừa dụ dỗ. Uyển Uyển, cho anh. Lâm Uyển Bạch say hẳn. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch bị đánh thức bởi tia nắng ban mai. Rèm cửa không kéo nên ánh sáng bên ngoài mặc sức tràn vào. Cả căn phòng đều được chiếu sáng, bao gồm cả đống áo len và áo vét vứt lung tung dưới sàn nhà, và vô số những cục giấy vệ sinh được vo tròn lại. Cô đau đầu dữ dội, khắp người đau nhức, giống như bị ai đó đánh một trận vậy. Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy, bởi vì phát hiện xung quanh không giống căn phòng của mình. Nơi này tràn ngập mùi hương nam tính, màu sắc đơn giản nhưng cũng không quá xa lạ. Cô nhìn khắp một lượt hai bên trái phải, đã có thể chắc chắn đây là căn nhà đối diện của Hoắc Trường Uyên. Ngày sau đó, những cảnh tượng tối qua ùa về, giống như một thước phim chiếu lại trong đầu. Uyển Uyển, anh muốn thừa nước đục thả câu. Anh muốn em. Lâm Uyển Bạch dai dai hai bên thái dương đau nhức. Rượu không chỉ giống như liều thuốc độc phá hủy dạ dày, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra dục vọng. Tối qua bị men rượu thôi thúc, cô đã ướm ở cùng Hoắc Trường Uyên lăn lên giường. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, chắc Hoắc Trường Uyên đang ở bên trong. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mấy giây để định thần, rồi dè dặt vén chăn ra, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người. Cô mặc kệ nó nhăn nhúm, cầm túi sách lén lút đi ra ngoài như một con mèo. Cô vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, phía sau vang lên giọng nam trầm, dường như còn chút khàn đặc sau màn sung sướng. Em ăn cho đã rồi vuốt mép bỏ chạy hả? Lâm Uyển Bạch quay đầu liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa phòng tắm, tay đang cầm một chiếc khăn tắm lau tóc, nhìn cô cười mà như không cười. À, Lâm Uyển Bạch ấp úng ngượng gập. Vào tắm đi,
Hoắc Trường Nguyên ra hiệu về phía sau. Lâm Miền Bạch liếm môi, lắc đầu. Không cần đâu, để em về nhà tắm là hơn. Nói xong, cô bèn chạy ra ngoài như tàu thoát. Cô thẳng thừng mở cửa, len lỏi sang phía đối diện, sau đó đóng cửa lại, rồi lao vào trong phòng tắm. Lâm Miền Bạch tắm qua rất nhanh, tuy rằng có thể gột được mùi hương Hoắc Trường Nguyên để lại, nhưng không thể xua tan những ký ức anh in hẳn. Trên người chỉ cần là chỗ nhìn được đều có những dấu đỏ và tím. Cô thay quần áo rồi nhìn vào mình trong gương, sầu não vì hành động thiếu kiểm soát tối qua. Cô tự thề trong lòng sẽ không bao giờ động vào rượu nữa. Lâm Miền Bạch, anh cũng có thể giống như trước kia, dùng một vài thủ đoạn để ép buộc em tiếp tục đi theo anh. Chỉ là anh không muốn làm như vậy nữa. Những lời Hoắc Trường Nguyên từng nói vẫn văng vẳng bên tai. Anh đúng là không còn làm như vậy nữa, mà dùng một cách khác cao cấp hơn, khiến trái tim đến cơ thể cô dần dần buông bỏ mọi phòng tuyến, cuối cùng chìm đắm lúc nào không hay. Lâm Miền Bạch từ từ nắm chặt tay lại. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Cô chậm chạp đi qua. Ngoài cửa, Hoắc Trường Nguyên đã thay sang bộ vest, tinh thần còn sảng khoái hơn cả lần trước sau khi được giải phóng trong phòng tắm nhà cô. Trong tay anh xách một túi đồ siêu thị. Anh vừa xuống nhà mua mì, có thể nấu ăn luôn. Em không đói lắm. Lâm Nguyễn Bạch không để anh đi vào. Vậy em nấu cho anh ăn. Hoắc Trường Nguyên không hề để ý. Lâm Nguyễn Bạch đứng đực ra trước cửa. Sau giây lát đối chọi trong im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của anh, một kẻ đạo hạnh chưa cao như cô vẫn bại trận. Cô đón lấy túi đồ, lặng lẽ đi vào bếp. Một túi mì vắt nhỏ, vừa đủ nấu được hai bát to. Bát anh nghi ngút khói, cô chỉ ăn nửa bát. Bên trên có một quả trứng trần đẹp mắt. Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Huyền Bạch im lặng đưa mì vào miệng. Có điều cho dù cô cúi đầu, ánh mắt hừng hợp phía đối diện vẫn không thể tàng lờ. Lâm Huyền Bạch cắn môi ngừng đầu lên. Không có gì bất ngờ, cô rơi vào đôi mắt anh. Cô không chịu nổi, quay đi. Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nhìn em mãi được không? Gượng à? Hoắc Trường Uyên khẽ cười thành tiếng. Hai bên gò má của cô giống như tối qua vậy, đỏ hồng lên, nổi bật trong quầng sáng ban mai rực rỡ, giống như màu hoa đào vào lúc đẹp nhất đời hoa. Hoắc Trường Nguyên gắp một gắp mì, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, đôi mắt ánh lên những tia sáng tinh nghịch, cố tình dướn môi. Tối qua em nhiệt tình lắm mà, làm xương cốt của anh kêu răng rắc. Anh có thể đừng nói nữa không? Lâm Huyền Bạch càng đỏ mặt hơn, cô run rẩy hàng mi nhìn anh, lòng bộn bề cảm xúc. Mặc kệ đi, chết thì chết. Cô nắm chặt đôi đũa, liều mình cắn môi lý nhí nói với tốc độ nhanh. À, tối qua chúng ta là tình một đêm. Đúng với dự liệu, sắc mặt Hoắc Trường Uyên suýt chút nữa là đen xì, lớp da thịt bên khóe miệng giật giật mấy cái rất rõ ràng. Lâm Miền Bạch, em dám nói lại một lần nữa không? Thực sự không dám, nhưng lời đã nói ra rồi, muốn vất vát cũng đã không kịp. Lâm Miền Bạch chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, nuốt nước bọt, tiếp tục nói với giọng nhỏ và nhanh. Tối qua đối với em mà nói chính là tình một đêm. Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, say rượu làm loạn cũng là điều không thể tránh khỏi. Vậy em coi anh là gì? Hoắc Trường Uyên mặt sắp thành than đen tới nơi. À, Lâm Miền Bạch liếm môi, căng thẳng suýt cắn đứt đầu lưỡi. Đối tượng của tình một đêm. Hoắc Trường Uyên nhíu mắt lại khó tin. Anh nói từng chữ như bật ra từ kẽ răng. Em coi anh là đối tượng của tình một đêm. Lâm Huyền Bạch không lên tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh chính là một sự mặc nhận. Hoắc Trường Uyên bỏ đôi đũa trong tay xuống, năm ngón tay vang lên tiếng bẻ khớp xương răng rắc. Anh sợ mình không kiểm soát được mà vung tay đấm cô. Sáng nay tỉnh dậy, thật ra anh rất muốn cùng cô làm thêm một lần nữa, nhưng nghĩ tới chuyện tối qua hành hạ cũng khá lâu, cô suýt thì ngất đi, nên anh nghĩ sẽ tạm thời tha cho cô. Dục vọng trống trải bao lâu rồi được thỏa mãn, đến lúc này anh vẫn còn đang hồi tưởng. Ai ngờ gáo nước lạnh của cô thình lình tạt tới. Hoắc Trường Nguyên không chỉ cảm thấy tay mà cả răng mình cũng nghiến rất dữ. Tình một đêm, đối tượng tình một đêm. Anh liên tiếp lặp lại hai câu. Lòng bàn tay giấu dưới gầm bàn của Lâm Huyền Bạch cọ lên đầu gối, toàn là mồ hôi ướt rườn rượt.
Có vẻ cô đã chọc vào một con sư tử. Đáng sợ quá. Két. Tiếng ghế ăn và mặt đất ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Hoắc Trường Nguyên đột ngột đứng bật dậy. Nếu đã vậy thì chúng ta làm lại một lần nữa đi. Việc anh muốn làm nhất bây giờ chính là bịt chặt cái miệng của cô lại. Vẫn thẳng thắn như tối hôm qua, anh khiến cô ngoài ậm ừ ra thì chẳng nói được bất kỳ câu nào khác. Đừng mà. Lâm Uyển Bạch hoảng hốt rụt người về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Tay cô vẫn giơ cao đôi đũa một cách hôi hài. Sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô hắng giọng, gượng gạo bật ra một câu. Em không có nhiều nhu cầu như anh đâu. Hơn nữa, em có lẽ cũng không quá cần người tình. Nửa câu cuối vừa dứt, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không dám nhìn anh nữa. Người tình. Hoắc Trường Nguyên cảm giác mọi sợi gân ở sau gáy đều bị treo ngược lên trên. Hai tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm. Bởi vì lần này anh không những sợ mình đấm cô, mà càng sợ mình sẽ thẳng thừng bóp chết cô. Nhìn thẳng vào những con số chi chít trên màn hình máy tính, bàn tay Lâm Uyển Bạch gõ không ngừng. Đến bây giờ, nhớ lại dáng vẻ xa sầm mặt mày của Hoắc Trường Nguyên, cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Giống như lần đầu tiên khi cô ném thẳng 200 đồng vào mặt anh vậy. Bản thân cũng không biết dũng khí ở đâu ra. Người đồng nghiệp bên cạnh đầy đầy cô. Tiểu Bạch, tan làm rồi. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn đồng hồ ở góc phải, rồi đứng lên thu dọn cùng. Tối nay cô hẹn hai bố con Yến Phong cùng đi ăn cơm. Lần này là lẩu. Lần trước cô không chịu nổi màn dục dã ma quỷ của Hoắc Trường Uyên mà thất hẹn đi thả đèn trời với thằng bé. Thế nên coi như hôm nay bù lại. Ra khỏi tòa nhà chưa được bao lâu, Yến Phong đã lái chiếc xe Jeep tới đón cô. Quán lẩu nằm ở một vị trí khá yên tĩnh giữa trung tâm ồn ào, bên cạnh là một khách sạn cấp cao. Thế nên làm ăn rất phát đạt. Chỗ đỗ xe trước cửa đã kín, Yến Phong phải đỗ sang bên cạnh. Lúc xuống xe, di động của anh đổ chuông, Lâm Uyển Bạch bèn qua giúp anh dắt thằng nhỏ. Khi họ chuẩn bị đi vào quán lẩu thì từ trong có mấy người mặc đồ vest đi ra. Người cao nhất đứng giữa là Hoắc Trường Uyên, bộ vest đen ngàn năm không đổi, có vẻ như anh tới đây để tiếp khách. Đi song song bên cạnh còn có hai người nước ngoài khác. Giang Phóng đã rào bước chạy tới bên cạnh chiếc Bentley để mở cửa xe. Tiểu Bạch, lát nữa chúng ta gọi một con cua to để nhúng lẩu nhé. Thằng bé lắc lắc tay cô, bỗng nhiên hỏi bằng giọng giòn tan. Lâm Uyển Bạch không lập tức trả lời mà vô thức nhìn qua. Hoắc Trường Nguyên có lẽ đã nghe thấy bèn quay đầu nhìn lại, nhưng anh cũng quay đi rất nhanh, cúi người ngồi vào xe. Chiếc Bentley đen cứ thế phóng đi. Quán lẩu tổng cộng có 4 tầng, tuy rằng đông khách nhưng cũng khá nhiều bàn, nên không cần phải đặt chỗ trước. Rất nhanh, một nồi lẩu uyên ương được bê lên, than hừng hực cháy bên dưới. Yến Phong ngồi đối diện, gắp than nõn bỏ vào nồi, rồi ngước mắt hỏi. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Không sao ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Anh thấy em cứ rút di động ra xem. Đang đợi điện thoại của ai à? À, không không. Lâm Uyển Bạch vội nói, rồi đẩy túi sách qua một bên, giải thích. Em xem mấy thứ em mua trên mạng đã đến chưa ấy mà. Lúc thu tay về, cô vẫn không nhịn được ấn vào nút home. Màn hình sáng lên, bên trên yên ắng, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên khi quay đầu lại ban nãy có lẽ là đã nhìn thấy cô đi chung với bố con Yến Phong. Cứ nghĩ sẽ giống như lần trước, anh sẽ lại thúc giục liên hồi như ma quỷ. Yến Phong lần lượt gắp thịt cho cô và cho con trai, rồi dịu dàng nhắc nhở. Thịt bò chín kỹ quá rồi, Tiểu Uyển, mau ăn đi. Được. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm đũa lên. Yến Phong thấy cô chốc chốc lại cho thịt vào miệng, nhưng rõ ràng biểu cảm ngoài mặt không mấy nhập tâm. Anh bất giác nắm chặt chiếc cốc trong tay. Lần này về nước, Yến Phong luôn cảm thấy cô càng ngày càng xa mình. Hơn nữa cảm giác này ngày sau mãnh liệt hơn ngày trước. Ăn cơm xong, họ cùng thằng bé đi tới bờ sông thả đèn trời. Cuối cùng cũng bù đắp xong, Lâm Uyển Bạch liền về nhà. Khi đi lên gác, cô đặc biệt ngó xuống dưới nhà. Chiếc Land Rover màu trắng vẫn chưa quay về. Sau khi vào nhà, cũng không còn sớm nữa, cô bật TV lên. Càng lúc cô càng chỉnh nhỏ volume xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một nấc. Tuy rằng cô nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lại bất giác dòng tai nghe tiếng động ngoài cửa. Có cuộc gọi vào di động. Lâm Uyển Bạch tức tốc rút ra xem, nhưng không phải Hoắc Trường Uyên, mà là bên truyền phát gọi tới, hỏi cô có ở nhà không, họ qua chuyển hàng. Cô ngắt máy không lâu sau thì có tiếng gõ cửa.
Lâm Huyền Bạch chạy ra mở cửa, nhân viên chuyển phát đứng ở bên ngoài. Xin hỏi chị Lâm phải không ạ? Tôi đây. Đây là bưu kiện của chị, mời chị ký nhận lên trên. Vâng. Lâm Huyền Bạch đón lấy bút, trong lúc đang định ký tên lên trên thì có tiếng bước chân vững vàng vọng từ cầu thang tới. Cô nín thở đi qua. Hắc Trường Nguyên đang đút một tay vào túi, tay kia ngoài chìa khóa xe còn có một túi đồ. Bên trong không có gì bất ngờ, chính là mì và trứng gà. Mặt anh vẫn còn đen thui như lúc sáng, mắt chợt lóe lên cảm giác muốn giết người. Hắc Trường Uyên đi thẳng qua cửa nhà cô, sau đó rút chìa khóa mở cửa nhà đối diện. Chị Lâm, ký ở đây là được rồi, anh nhân viên nhắc nhở cô. Vâng. Lâm Huyền Bạch hoàn hồn trả lời. Rầm. Đúng lúc cô hạ bút, cánh cửa nhà đối diện cũng bị đóng sập vào rất mạnh. Tiếng vang rất lớn, tiếng vọng còn lại mãi. Cậu thanh niên trẻ tuổi dường như bị giật mình, run rẩy dè dặt hỏi. Ban nãy tôi không chắn đường ai chứ? Lâm Huyền Bạch liếm môi. Không đâu. Buổi chiều hôm sau, Lâm Huyền Bạch ngồi ngay người trước màn hình máy tính. Hai chữ và số dày đặc không cái nào lọt vào mắt cô. Ánh nhìn của cô cứ bay tận đâu đâu. Tối qua khi ký nhận bưu phẩm, cô cũng nghĩ sẽ giống như lần trước, Hoắc Trường Nguyên sẽ đột ngột xuất hiện phía sau người bưu tá, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng đóng cửa rất mạnh. Khi anh lên gác, Lâm Huyền Bạch nhìn rất rõ ràng, trong tay anh cầm một túi đồ, bên trong có mì và trứng gà. Nhưng cô đã ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc lâu, phía đối diện hoàn toàn im ắng, anh càng không có ý bắt cô sang nấu. Quản lý từ phòng làm việc đi ra, lao thẳng tới chỗ cô. Lâm Huyền Bạch ngồi thẳng người lên, những tưởng quản lý mắng cô vì tội tâm hồn trong ngược cành cây, ai dè lại đưa cho cô một túi tài liệu. Tiểu Lâm, cô mang chỗ tài liệu bổ sung này tới Hoắc thị, dự án coi như đã chính thức kết thúc rồi. Phải đích thân mang qua sao ạ? Cô hơi do dự. Đương nhiên rồi, quản lý trả lời ngay. Việc hợp tác với Hoắc thị ai dám được là? Tôi còn đang đợi lần này kết thúc, tiếp theo Hoắc thị lại tìm chúng ta làm ăn nữa. Kể ra cũng phải, lúc trước trong quá trình hợp tác, cô vẫn luôn cùng quản lý chạy qua chạy lại Hoắc thị. Lâm Huyền Bạch nghe xong bèn gật đầu. Nửa tiếng sau, cô cầm túi tài liệu tới Hoắc thị. Vì là công việc có hẹn trước, sau khi nói rõ ở quầy lễ tân, cô được dẫn về phía thang máy. Cô lên tầng trên cùng, một người có vẻ giống thư ký nói Hoắc tổng đang họp, hỏi cô có việc gì không, đồng thời hỏi có cần đưa cô tới phòng tiếp khách đợi một chút không. Lâm Huyền Bạch đang định trả lời thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tóc có vẻ mới nhuộm lại màu khác, một màu đang ngả vàng kết hợp với làm xoăn khiến cô ta trông như công chúa vậy. Trên người hoàn toàn là hàng hiệu, nhất là mẫu túi cao cấp phiên bản giới hạn xách tay trong tay, logo sắp làm người ta lóa mắt. Lâm Giao Giao. Lâm Huyền Bạch nhíu mày, cảm giác đã lâu lắm rồi không thấy đối phương nhảy nhót trước mặt mình, hoặc nói chính xác hơn là ở trước mặt Hoắc Trường Uyên. Cánh cửa phòng họp được đẩy ra, người bên trong lục tục ra ngoài, đi đầu dĩ nhiên là Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen. Các nhân viên phía sau cũng tự động rời đi, chỉ còn Giang Phóng đi sát theo anh. Thư ký vội tiến tới, cung kính cúi đầu. Hoắc tổng, cô Lâm đây. Nói xong, anh ta có phần hỗn loạn, bởi vì lúc này có tới hai cô Lâm. Hoắc Trường Uyên nhìn qua Lâm Giao Giao đang ở gần mình nhất, rồi lại nhìn Lâm Huyền Bạch cách xa hơn vài bước. Ánh mắt anh không dừng trên người ai quá lâu, anh tiếp tục sải bước đi về phía văn phòng. Khi anh đi tới trước mặt cô, Lâm Huyền Bạch đành ngượng gặp nói. Hoắc tổng, đây là tài liệu bổ sung mà quản lý Trần bảo tôi mang qua cho anh. Hoắc Trường Nguyên không dừng bước chân, đến đôi mày còn không buồn nhướng lên. Anh chỉ gọi to một tiếng. Giang Phóng. Lâm Huyền Bạch vẫn đang giơ tập tài liệu lên cao, Giang Phóng rảo bước đi tới. Cô Lâm, cứ đưa tôi. Lâm Giao Giao ban nãy chỉ mải hướng về phía Hoắc Trường Nguyên, cũng chỉ mới vừa nhìn thấy cô. Từ sự phẫn nộ ban đầu, cô ta chuyển dần sang sung sướng mừng thầm. Trước kia lần nào gặp tình cảnh ba người ở Hoắc thị, Hoắc Trường Nguyên chẳng nắm tay Lâm Huyền Bạch đi qua trước mặt cô ta. Lần này Lâm Giao Giao cũng vừa tức vừa căm, cuối cùng cũng có ngày anh không đuổi cô ta nữa. Lâm Giao Giao cũng đi tới trước mặt cô, dừng bước. Lâm Huyền Bạch, tôi đã nói là anh Trường Nguyên chỉ chơi bời với chị thôi mà. Coi như chị biết tự lượng sức mình, người như anh ấy đâu thuộc về chị được. Lâm Giao Giao ưỡn ngực kiêu hãnh nói,
rồi nện đôi giày cao gót như bướm bướm bay lên. Anh Trường Uyên, đợi em với. Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng may cô chỉ tới đưa tài liệu. Cô lặng lẽ đi về phía cửa thang máy. Khi nó đóng lại, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Lâm Giao Giao. Anh Trường Uyên, tối mình đi ăn cơm nhé. Em biết một nhà hàng Pháp mới mở, cực kỳ chuẩn vị. Sau khi tan ca, Lâm Uyển Bạch cũng không muốn về nhà mà ngồi xe đi thẳng tới chỗ cô bạn thân Tăng Hiểu Du. Sau khi nghe cô kể chuyện mình và Hoắc Trường Uyên lại lăn lên giường, Tăng Hiểu Du sừng sốt vô cùng, miệng mở to đến mức sắp nhét vừa cả quả trứng. Tiểu Bạch, cậu to gan thật đấy. À thì... Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt mái tóc dài. Nếu lại cho cô thêm một cơ hội, e là chưa chắc cô đã dám kể ra. Cậu thực sự nói câu đó với Hoắc Tổng hả? Đúng vậy. Cậu lợi hại, quá ngầu. Tăng Hiểu Du thẳng thừng đứng lên trên sofa, kích động vô cùng. Mình đang tưởng tượng ra khuôn mặt Hoắc Tổng khi nghe thấy câu nói đó. Nhất định là rất đen, rất thúi. Bây giờ cậu vẫn còn có thể nguyên vẹn đứng trước mặt mình như thế này, quả thực là một kỳ tích. Thường những câu đó chẳng phải chỉ có đàn ông mới nói hay sao? Vậy mà cậu dám nói với Hoắc Tổng. Lâm Uyển Bạch xấu hổ, bị Tăng Hiểu Du nói. Cô có cảm giác mình là kẻ ngủ xong không chịu nhận trách nhiệm vậy. Lâm Uyển Bạch liếm môi, bỗng nhiên không muốn quay về nữa. Cá nhỏ, hay là mình tới ở chỗ cậu mấy hôm nhá. Trốn tránh, né giông bão. Cũng được. Tăng Hiểu Du từ chối rất thẳng thừng, ý thức được phản ứng của mình có hơi nhanh quá. Cô ấy lại vội vàng cười trừ giải thích. Mình có một người bạn học chung cấp 3 đã chuyển đi nhiều năm rồi. Ngày mai cậu ấy về Băng Thành, có thể sẽ ở tạm vài hôm. Mình đã đồng ý rồi. Vậy thì thôi. Lâm Uyển Bạch chỉ có thể gật đầu. Tăng Hiểu Du ngồi lại xuống ghế, vỗ vai cô. Tiểu Bạch, mình thấy cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi. Hay đi mua bảo hiểm gì đó đi. Mình sợ Hoắc Tổng sẽ mưu sát cậu. Chắc là không đến mức ấy chứ. Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay, lần nào gặp mặt anh cũng đen sì, đôi mắt lạnh lùng như muốn giết người, từng đợt lạnh lẽo ập tới. Lâm Uyển Bạch ôm vai, từ trên xe buýt bước xuống. Khi cô trở về tiểu khu, trời vẫn còn chưa tối hẳn. Nhìn thấy chiếc xe Land Rover trắng với biển 5 con số 8 lộ liễu đỗ đó, cô chợt ngẩn người, ngước nhìn lên tầng trên cùng. Hình như là anh đã về rồi. Về sớm như vậy, anh không ăn cơm với Lâm Giao Giao sao? Lâm Uyển Bạch rất kinh ngạc. Nhưng biết anh đã về, khi lên tầng cô vẫn cố gắng nhẹ bước chân. Giống như hiệu ứng slow motion trên phim điện ảnh, Lâm Uyển Bạch không dám thở mạnh. Suốt cả quá trình nín thở rút chìa khóa, rồi cắm chìa khóa, xoay một mức độ nhẹ nhàng. Sau khi mở được cửa, cô căng thẳng đến nỗi sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô rút chìa khóa ra, đang chuẩn bị len lỏi vào trong thì có người túm lấy cổ áo sau của cô. Lâm Uyển Bạch quay đầu, va phải ánh mắt sâu hút đó. Bên trong vừa đen vừa lạnh lẽo. Cô cảm giác lòng bàn tay mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, biểu cảm ngập ngừng. Anh có việc gì không? Cô thực sự sợ sẽ giống như Tăng Hiểu Du nói, anh sẽ không nói gì hết, lập tức giết chết cô. Hoắc Trường Uyên không định thả cô ra, anh siết chặt lực tay kéo áo cô. Anh thoải mái như chỉ đang nhấc một con chim, xoay cô một vòng tại chỗ, bắt cô đối mặt với anh. Sau đó cánh tay anh chuyển sang chống hai bên đầu cô, giữ cô giữa lồng ngực của mình và cánh cửa. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, cơ bắp như bùng hết ra, nghiến răng nói rành mạch từng chữ. Tìm em quan hệ. Khi anh xuất hiện, Lâm Uyển Bạch đã đặc biệt để ý một chút. Trong tay có lẽ không mang theo vũ khí, khả năng bị mưu sát giảm đi đôi chút. Đột ngột nghe thấy bốn chữ đó, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ra. Hả? Tìm em quan hệ. Hoắc Trường Uyên lặp lại một lần nữa một cách rõ ràng, có vẻ như vì dùng sức gần từng chữ mà ngọn đèn cảm ứng vừa tắt lại đột ngột sáng lên. Lâm Uyển Bạch bất giác co rụt vai lại. Cô cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần. Thành thật xin lỗi. Có lẽ em đã nói rồi, em không quá cần một người bạn giường. Anh uống rượu đấy à? Người thấy mùi rượu, cô bất giác nhăn mũi hỏi. Bờ môi Hoắc Trường Uyên giật nhẹ. Anh không phủ nhận, cơ thể trắng kiện hướng về phía cô tạo cảm giác chèn ép. Vậy có lẽ em cũng từng nói.
Chúng ta đều là người trưởng thành, làm loạn sau khi say cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Lâm Miền Bạch xấu hổ, đây là lời lúc trước cô từng nói. Tình một đêm chứ gì. Hoắc Trường Nguyên ngẫm nghĩ mấy chữ này, nhéo mắt lại. Được, nhưng anh cảm thấy chưa đủ. Anh vừa dứt lời, cằm cô đã bị anh nâng lên. Khi Lâm Huyền Bạch ý thức được sự chẳng lành thì đã muộn. Môi cô bị cạy mở, mùi rượu nồng nặc bị lưỡi của anh cuộn cả vào miệng cô, hình như còn xen lẫn mùi thuốc lá. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, chỉ cảm giác bị anh lúc chậm rãi, lúc gấp gáp hôn như vậy. Bản thân cô cũng dần dần mơ màng. Nụ hôn của Hoắc Trường Nguyên càng lúc càng hung hăng, vì ở trên tầng cao nhất gần như sẽ không có ai lên, ngược lại càng khiến anh được thể. Hơi thở nóng rực như đang châm bỏng từng lỗ nhỏ trên người cô. Khi cảm giác được phần eo của chiếc áo len đang bị đẩy lên cao, Lâm Huyền Bạch mới sực bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu, cố gắng hết sức trốn tránh bờ môi đã bắt đầu lướt xuống cổ cô của anh. Hoắc Trường Uyên, anh đừng như vậy. Sự phản kháng này của cô đối với Hoắc Trường Uyên là hoàn toàn vô ích. Ngược lại, anh đẩy cô muốn đi vào trong nhà. Chuyện anh muốn làm chẳng cần nói rõ. Lâm Huyền Bạch cực kỳ hoảng loạn, chỉ biết dùng tay giữ dịt cánh cửa. Chết người nhất là cơ thể cô lại bất giác nảy sinh một sự run rẩy. Dừng tay, thả cô ấy ra. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vọng tới. Lâm Huyền Bạch chỉ cảm giác có người lao tới, sau đó đẩy hai tay và bờ môi mỏng đang cố tình làm bậy của Hoắc Trường Nguyên ra, rồi kéo cô ra sau lưng mình. Sau khi nhìn rõ người ấy, cô sửng sốt. Anh Yến Phong. Yến Phong nghiêng đầu liếc nhìn cô, sự phẫn nộ không thể che giấu hiện rõ trên mặt. Anh trừng mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Hoắc tổng, mong anh tự trọng. Ban nãy Hoắc Trường Uyên bị dục vọng căng ra khắp cơ thể sai khiến, khi bả vai bị người khác túm lấy, anh không hề phòng bị, thế nên loạng choạng ngã lùi về sau mấy bước, đồng thời cũng đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Yến Phong. Chỗ này có việc gì của anh hả? Lúc này cơn giận bùng lên, anh dướn bờ môi mỏng. Nếu tôi nói tôi không nghe đấy. Nói rồi anh thẳng thừng vượt qua Yến Phong để kéo tay Lâm Huyền Bạch. Yến Phong sao chịu nhường. Từ buổi sáng hôm đó, bỗng dưng biết được Hoắc Trường Nguyên chuyển tới sống đối diện với cô, nhất là sau khi chuyện anh qua tìm áo sơ mi với đầy ý tứ xấu xa, Yến Phong chung quy không thể yên tâm được, luôn có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu. Buổi tối khi lái xe đi ngang qua, anh định tới thăm cô một hôm, không ngờ tới nơi quả nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này. Cơn giận trong người nhất thời cũng trào hết lên. Cú đấm của Yến Phong văng qua. Hoắc Trường Nguyên không giống ban nãy, anh đã có phòng bị, nhẹ nhàng né sang phải để tránh. Vừa đứng vững, anh cũng giơ nắm đấm lên. Trong giây lát, cục diện trở nên không thể kiểm soát. Hai người họ như hai thanh niên đấm đá nhau nơi đầu đường, rối loạn thành một đám, khó mà phân biệt, khó mà hòa giải. Yến Phong làm lính nhiều năm, tay nghề túm bắt vào võ đều khá, chiêu nào cũng giữ và chuẩn xác. Lâm Huyền Bạch từng có cơ hội nhìn thấy tư thế anh tuấn của anh ấy trên sân tập, không khỏi lo lắng thay cho Hoắc Trường Nguyên. Có điều cô không ngờ rằng Hoắc Trường Nguyên cũng không chịu kém cạnh, cho dù mặc vest cũng không ảnh hưởng tới việc phát huy của anh. Anh ăn một cú đấm vào mặt, nhưng ngay sau đó đã đá trả vào cánh tay Yến Phong. Lâm Huyền Bạch hoàn toàn ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Khi còn học đại học, mấy cảnh này chẳng là lẫm gì. Trước cửa khu ký túc xá nữa, luôn có đôi ba nam sinh vì một cô gái mà đánh nhau. Nếu có người đi ngang qua, ngoài việc khuyên can, cũng có đôi ba người nhìn cô gái bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ chuyện này rơi xuống đầu mình, Lâm Huyền Bạch chỉ cảm thấy đau đầu không tưởng. Hai người, cô nhìn mà hốt hoảng, cố gắng ngăn cản. Anh Hiền Phong, Hoắc Trường Uyên, hai người đừng có đánh nữa. Nhưng làm gì có ai chịu nghe cô. Mắt cả hai người đều đỏ sọng lên, chỉ còn lại toàn tiếng đấm bịch bộp, giống như quyết tìm ra kẻ thắng người thua vậy. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ kinh động tới hàng xóm, khiến họ báo cảnh sát sẽ không chừng. Hình như cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới tầng. Lâm Huyền Bạch thấy vậy, đành liều mạng lao vào giữa họ. Cô vô thức quay người nhìn Hoắc Trường Uyên trước, cũng vừa hay đón phải cú đấm đang hướng tới của anh. Tiểu Uyển. Yến Phong đứng sau cũng tái mặt. Lâm Huyền Bạch sợ hãi nhắm tiệt mắt lại, nhưng cơn đau trong dự tính không truyền tới, Hoắc Trường Nguyên đã kịp thời thu tay về. Yến Phong vội tiến lên kiểm tra, nhíu mày. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Lao ra như vậy nguy hiểm lắm biết không? Em không sao,
Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu, vẫn đứng yên giữa hai người họ. Cô sợ một giây không chú ý họ lại lao vào đánh nhau nữa, nên cố gắng dịu giọng hòa giải. Đều là hiểu lầm thôi, hai anh đừng đánh nữa. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nheo mắt nhìn họ mấy giây, rồi đột ngột xoay người, đóng sầm cánh cửa chống trộm vào, chỉ để lại một bóng lưng rắn chắc.